Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1826, Thành Chủ 2. Hộ vệ làm cái thủ thế giết người, ánh mắt lạnh lùng. Không cần, đồ vật này, ta tình thế bắt buộc, nếu như hắn đấu giá, liền theo như trình tự đấu giá bình thường đi. Ánh mắt thành chủ nheo lại. Ta không tin, ta xuất thủ, toàn bộ Tĩnh Viễn Thành còn có người dám cùng ta giật đồ. Cũng đúng. Hai vị hộ vệ hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần ở phòng đấu giá, thành chủ cho thấy thân phận, ai còn dám đấu giá. Đến lúc đó chỉ sợ không hao phí 100 linh thạch thượng phẩm, cũng có thể mua được. Đi thôi. Thành chủ bước nhanh đi ra ngoài. Tiền bối, ngang nhiên đắc tội thành chủ như vậy, có phải quá lỗ mãng hay không? Vẻ mặt Hồ Vân Sinh tràn đầy xoắn xuýt nhìn lại. Không sao, ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, không nghe lời, ta không ngại để cho thành chủ vị đổi thành người khác. Thần sắc của Trương Huyền hờ hững. Đạt tới loại thực lực như hắn, đã có thể hoàn toàn không để ý ý nghĩ của kẻ yếu, ngoan ngoãn, không tìm phiền toái liền thôi, thật muốn tìm phiền toái, không ngại giáo huấn một lần. Thông báo cho Ngọc Thần Thanh một tiếng, đổi một cái, hai cái thành chủ, căn bản không ai dám phản đối. Thậm chí thật sự không được, phái mấy vị danh sư tới đây thẩm tra, dám ép mua ép bán, nhất định là thổ hoàng đế, làm sằng làm bậy thời gian lâu dài, điều tra một cái tội chứng sẽ cả đống. Được rồi. Tuy vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến thực lực của vị tiền bối này, Hồ Vân Sinh vẫn nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn lại. Ta sợ đắc tội thành chủ, đến lúc đó hắn ác ý đấu giá, khả năng liền có chút phiền phức. Ác ý đấu giá? Ân. Hắn sẽ dựa vào thân phận cùng thực lực, yêu cầu người khác không tham dự cạnh tranh, bởi như vậy, địa tàng hoa chỉ sợ sẽ rất khó hấp dẫn độc sư tới. Chần chừ một chút, Hồ Vân Sinh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn mở phòng đấu giá, đối với loại tình huống này, biết rất rõ ràng. Thường xuyên có người thực lực mạnh dựa vào thân phận dồn ép người mua sắm khác buông tha, ác ý tiến hành đấu giá. Phòng đấu giá liền gặp được quá nhiều lần, nhưng không có biện pháp gì giải quyết. Cái này đơn giản, chờ lúc đấu giá bắt đầu ngươi tìm người, chỉ cần hắn dám tăng giá, liền trực tiếp thêm gấp đôi. Dù sao cũng là đồ đạc của ta, thêm đến 100 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không sao cả. Trương Huyền nói, cái này, Hồ Vân Sinh mở chừng hai mắt. Bản thân tăng giá cho mình, làm như vậy không phải quá vô sỉ sao. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây đúng là một biện pháp tốt. Đối phương không biết thì thôi, biết rõ, đoán chừng sẽ tức chết, quả thực chính là không nói quy tắc. Tốt rồi, đi chuẩn bị đi, chỉ cần tìm được vị trí độc điện, ta sẽ giải độc cho ngươi. Trương Huyền không nói thêm lời. Vâng. Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu, lui xuống. Hắn vừa ly khai, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, sau một khắc đã tiến nhập Thiên Nghĩ Phong xào. Lúc này trong tổ ong, đã mở rộng đến cực hạn. Đường kính chừng hơn 500 mét, rộng rãi bao la, các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, giống như thôn xóm thật lớn. Chủ nhân, thấy hắn đi vào, rất nhiều thú sủng đồng thời chạy tới. Trong tổ ong, không chỉ có tử dương thú, còn có rất nhiều vương giả ở Vân Vũ Lĩnh, lúc này coi như hắn gặp được cường giả, không tự mình ra tay, ném những thánh thú này ra, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt địa phương nhỏ như Tĩnh Viễn Thành. Chăm chỉ tu luyện. Thời điểm ta nhàn rỗi sẽ giảng giải cho các ngươi vấn đề trên việc tu luyện. Nhìn chúng thú, Trương Huyền nói. Những thánh thú này là phụ tá đắc lực của hắn, sau khi để vào tổ ong, không có việc liền giảng bài cho bọn hắn, 2-3 tháng qua, trên thực lực đều đã có tiến bộ rõ ràng. Nếu không phải không có công pháp thánh thú tu luyện, chỉ sợ thời gian dài như vậy, những đại gia hỏa này cũng không biết tu luyện tới tầng thứ nào rồi. Để cho rất nhiều thánh thú tiếp tục tu luyện, Trương Huyền lại đi tới một gian phòng. Trên giường, Ngụy Như Yên nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm ở phía trên. Lần này tới độc điện là chuyên môn giải quyết vấn đề trên người nàng, một mực mang ở trong tổ ong. Thò tay xem mạch đập của nữ hài, xem một lát, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kiên trì một đoạn thời gian nữa, là không có vấn đề quá lớn. Mặc dù độc thể của đối phương bộc phát, không có tìm được phương pháp áp chế, nhưng mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn của hắn. Vẫn để cho nàng tạm thời thoát ly nguy hiểm. Cho dù trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh, ít nhất tính mạng không lo. Nhà đầu kia cũng thật là đáng thương. Lắc đầu, vừa ra đời liền đụng phải ốm đau tra tấn, thật vất vả lớn lên, lại mất đi phụ thân thương yêu nhất. Khó trách được xưng là tai nạn thể,
không chỉ mang đến cho người khác tai họa, mình cũng nhiều tai nạn, không có một ngày tốt lành. Thấy vấn đề của nàng không lớn, lúc này Trương Huyền mới đi vào tu luyện tràng chuyên môn bố trí, ngồi xuống. Đột phá đến tòng thánh đỉnh phong, đã hơn 10 ngày, mặc dù không có bảo vật đột phá cảnh giới tiếp theo, nhưng mỗi ngày hắn vẫn nỗ lực tu luyện, không có gián đoạn. Chân khí đang không ngừng ma luyện, càng ngày càng tinh thuần cũng càng ngày càng hùng hậu. Từ khi đạt tới bán thánh, rõ ràng cảm giác được đột phá so với trước kia càng thêm khó khăn, trước kia đột phá một đại cấp bậc, chỉ cần một canh giờ là được, mà bây giờ khả năng cần dùng nhiều thêm vài phút, thậm chí càng dài. Tu luyện quả nhiên không có đơn giản như trong tưởng tượng. Thở dài một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Tu luyện xác thực không phải dễ dàng như vậy, đã định trước tràn đầy vất vả. Ba canh giờ, nhoáng một cái đã qua. Suy tính thoáng một phát, đại khái đến buổi tối, đấu giá hội cũng kém không nhiều lắm sắp bắt đầu, lúc này thân thể Trương Huyền mới nhoáng một cái, đi ra tổ ong. Mới trở lại gian phòng, chỉ thấy Hồ Vân Sinh đã đi tới. Tiền bối, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ân, nhẹ gật đầu, Trương Huyền theo ở phía sau đi tới phòng đấu giá, còn chưa tới ghế lô, lông mày đột nhiên nhíu một cái, ngừng lại. Chương 1827, khi sư diệt tổ 1. Tiền bối. Thấy hắn dừng bước, Hồ Vân Sinh kỳ quái. Người đi ghế lô trước, theo như lúc trước nói làm, quan sát muốn mua cuối cùng có những ai, đều nhớ kỹ, ta có chút sự tình, đi một chút sẽ trở lại. Trương Huyền bàn giao. Vâng. Không dám nhiều lời, Hồ Vân Sinh gật gật đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thấy hắn đi xa, Trương Huyền nhíu mày càng đậm, thân thể nhoáng một cái, đi ra ngoài. Rất nhanh đi vào một đại sảnh. Trong phòng khắp nơi đều là người, hẳn là tới tham gia đấu giá hội lần này, liếc nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào một trung niên nhân dung mạo thoạt nhìn hết sức bình thường. Gia hỏa này thoạt nhìn chỉ có thánh vực nhất trọng sơ kỳ, bình thản không có gì lạ, trong cơ thể có chân khí thủy thuộc tính vận chuyển, không có nguy hại quá lớn, nhưng mà chẳng biết tại sao, Trương Huyền cảm nhận được một loại tim đập nhanh đặc thù. Giống ở địa quật như đúc. Là, dị linh tộc. Đồng tử co rụt lại. Trong địa quật, chém giết qua mấy trăm dị linh tộc, biết rõ loại người này đáng sợ, vì cách đó không xa kia, tuy không có tản mát ra sát lục chi khí, lại cho hắn áp lực đáng sợ. Nhất là viện trưởng lệnh, liên tục nhảy lên, tựa hồ tùy thời sẽ lao tới. Minh Lý chi nhãn. Con mắt đen lại, một đạo hoa văn nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện, nhìn sang, quả nhiên thấy một dị linh tộc cao lớn xuất hiện ở trước mắt, trên thân sát khí nồng đậm, bị giam cầm ở dưới gợn nước. Đối phương không biết dùng phương pháp gì, lại có thể không tiết ra sát lục chi khí chút nào, để cho chung quanh đều là thánh vực cũng không thể nhìn ra. Nếu không phải hắn vừa mới chém giết rất nhiều dị linh tộc, đối với đối phương hiểu rõ rất nhiều, hơn nữa có minh lý chi nhãn, khẳng định cũng không có biện pháp phát hiện. Thực lực của người này, có chút nhìn không thấu. Nắm đấm âm thầm siết chặt. Đối phương không biết dùng phương pháp gì ngụy trang, che đậy thần thức chung quanh, tuy minh lý chi nhãn có thể nhìn ra bản thể, nhưng tu vi cụ thể không cách nào xem thấu. Đương nhiên cũng có thể là thực lực của đối phương vượt xa hắn. Chỉ là, mặc kệ thực lực như thế nào, một dị linh tộc, ngụy trang nhân loại tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn tham gia đấu giá hội? Địa tàng hoa đối với dị linh tộc, chẳng lẽ cũng có lực hấp dẫn? Không thể để cho hắn đi vào. Nâng cái cằm, Trương Huyền trầm tư. Nếu như để gia hỏa này mua địa tàng hoa rời đi, còn làm sao tìm độc sư? Hơn nữa, một dị linh tộc thánh vực cấp, chạy đến chỗ nhân loại dày đặc, muốn nói không có âm mưu quỷ kế gì, ai cũng không tin. Phải nghĩ biện pháp đuổi đi mới được. Chỉ là, làm như thế nào, mới có thể không kinh động những người khác. Trương Huyền sầu muộn. Nơi này là phòng đấu giá, bất kể là tự mình ra tay, hay phái khôi lỗi, đều sẽ gây nên chấn động thật lớn, gây chuyện không tốt sẽ hủy nơi đây. Nhất là một khi đối phương biết rõ bị nhìn thấu thân phận, lộ ra bộ dáng dị linh tộc, khẳng định toàn bộ tính viễn thành sẽ oanh động, đến lúc đó. Đưa tới danh sư, còn muốn tìm được độc sư, tiến nhập độc điện, liền hầu như không thể nào. Đang trầm tư, chỉ thấy dị linh tộc kia đi theo sau lưng đám người, đi đến phòng đấu giá, không ngăn trở nữa, chỉ sợ lại không có cơ hội. Không kịp nghĩ nhiều rồi. Nhíu mày, biết rõ thời gian không kịp suy nghĩ quá nhiều, Trương Huyền đi vào trước mặt, thân thể nhoáng một cái, ngăn ở trước mặt đối phương. Làm gì? Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi, dị linh tộc ngụy trang nhướng mày. Dâm ào ào.
Ngay sau đó hai hộ vệ ở bên cạnh hắn đi tới, trường đao trong tay đồng thời ra khỏi vỏ, từng cái đằng đằng sát khí. Hai người này, lại đều là tàm phong cảnh đỉnh phong, bất quá không phải dị linh tộc, mà là tu luyện giả bình thường. Không biết vị bằng hữu này ngăn cản tại hạ, là muốn làm gì? Thấy mọi người chung quanh đều tập trung ánh mắt tới, dị linh tộc khoát tay áo, để cho hộ vệ không nên động thủ, nhìn lại. Hắn cũng biết, ở chỗ này náo lên, thân phận rất có thể bại lộ, được không bù mất. Có thể ngụy trang thành nhân loại đi tới nơi này, tất nhiên có mục đích của mình. Thật sự là trời xanh có mắt, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi rồi. Không để ý tới thái độ của đối phương cùng hai hộ vệ, Trương Huyền đột nhiên trở nên kích động, mãnh liệt muốn ôm lấy đối phương. Nhướng mày, trong cơ thể dị linh tộc có một cỗ lực lượng phun ra, chặn động tác của hắn. Ta là Tôn Cường A, ngươi không biết ta. Bị đối phương đẩy ra, Trương Huyền vội vàng nhìn qua, cẩn thận giới thiệu bản thân, giống như bằng hữu cũng nhiều năm. Tôn, Cường. Dị linh tộc nhíu mày. Thực xin lỗi, ngươi khả năng nhận sai. Hắn ngụy trang thành nhân loại, đi tới nơi này, một người cũng không nhận thức, gia hỏa này từ đâu xuất hiện a? Làm sao có thể nhận sai? Không để ý tới thái độ của hắn, Trương Huyền một phát bắt được cánh tay đối phương. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc tiểu tử ngươi còn trẻ, là rất cuồng vọng. Thực lực bạo tăng, thầy của mình cũng bạo đánh một trận, vì báo thù, chuyên môn phối chế độc dược, độc sát một vị cường giả thánh vực, mấu chốt nhất là, không biết từ đâu học được pháp quyết tu luyện vu hồn, hồn lực tăng nhiều. Chuyện này ta nhớ kỹ rành mạch, làm sao có thể quên? Lão sư cũng đánh, đây không phải khi sư diệt tổ sao? Chương 1828, khi sư diệt tổ 2. Phối chế độc dược, độc sát cường giả thánh vực, đây không phải độc sư sao? Còn học vu hồn, chẳng lẽ là vu hồn sư? Mọi người chung quanh, nghe được lời của hắn, ánh mắt đều lộ ra bất thiện. Danh sư đại lục coi trọng truyền thừa, đối với lão sư cực kỳ tôn trọng, khi sư diệt tổ, sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Càng trọng yếu nhất là, chức nghiệp độc sư, vu hồn sư, càng là danh sư đường phong sát, đột nhiên xuất hiện, mọi người không có trực tiếp xông lên đánh người đã không tệ rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thấy gia hỏa đột nhiên không biết này ăn nói bừa bãi, dị linh tộc nhíu mày, thiếu chút nữa ngay tại chỗ nổ tung. Ta căn bản không biết ngươi. Một khi bị mọi người vây công, thân phận của hắn tiết ra, còn có làm chuyện gì? Cánh tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ lực lượng chấn khai tay đối phương. Không biết ta, vậy thì... Không để ý tới động tác của đối phương, Trương Huyền nhướng mày nói. Ngươi nói không biết ta, 3 năm trước ngươi bị người đuổi giết, vai trái bị xuyên thủng, sắp chết, là ai cứu ngươi? Hiện tại có dám lộ ra bả vai hay không? Nếu như không đoán sai, chỗ này tổn thương, có lẽ đến bây giờ còn có vết sẹo đi. Ngươi! Dị linh tộc kia sững sờ, nắm đấm siết chặt. 3 năm trước thật sự là hắn bị tổn thương, vai trái bị một loại binh khí đặc thù đâm bị thương, đến bây giờ không hoàn toàn khôi phục, còn lưu vết thương, coi như ngụy trang thành nhân loại, cũng không thể biến mất. Chỉ là, mặc ở trong quần áo, chưa bao giờ khoe người, coi như là bằng hữu tốt nhất cũng không biết tình hình, gia hỏa này, làm sao biết? Như thế nào, không dám sao? Vết thương này của ngươi, là bị trường mâu hỏa thuộc tính đâm vào, mà ngươi tu luyện là công pháp thủy thuộc tính. Không chỉ vết sẹo không cách nào tiêu trừ, trong cơ thể còn có một chỗ nội thương, một đạo chân khí hỏa diễm, mỗi tháng đêm trăng tròn, đều trùng kích hồn ẩn huyệt của ngươi, để ngươi thống khổ không chịu nổi, điểm ấy. Ta nói không sai chứ? Trương Huyền nói tiếp. Ngươi, vừa mới bắt đầu chỉ là kinh ngạc, lần này ánh mắt trợn trừng muốn rơi ra, dị linh tộc sợ tới mức sắp điên rồi. Đối phương nói vô cùng chính xác. Tổn thương trên người hắn. Đúng là bị trường mâu hỏa thuộc tính kích thương, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác tu luyện công pháp thủy thuộc tính, càng có một đạo hỏa diễm chân khí, mỗi tháng đều ở trong cơ thể dày vò. Có thể nói, một chút sai lầm cũng không có. Có thể xác định, không biết đối phương, hơn nữa, tật xấu của bản thân, cũng chưa bao giờ nói qua cho ai. Làm sao gia hỏa này biết được? Như thế nào, còn không nhớ ra được ta? Có phải ngươi đang ẩn núp cái gì, bất tiện gặp người hay không? Mới không dám nhận thức ta. Trương Huyền tiếp tục nói. Khục khục, ta nhận ra, nguyên lai là Tôn Cường huynh. Thấy gia hỏa trước mắt này càng nói càng nhiều, ánh mắt chung quanh càng ngày càng quái dị, dị linh tộc sợ đối phương nói tiếp, thân phận khó giữ được, vẻ mặt tràn đầy lúng túng. Này mới đúng a, nhận ra ta là tốt rồi, tới,
đây là rượu ngon ngươi thích uống nhất, là huynh đệ, liền uống một ngụm đi. Thấy hắn nhận ra, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô rượu đưa tới. Uống rượu, ở chỗ này. Dị linh tộc ngẩn người. Coi như là bằng hữu, uống rượu cũng chú ý nơi a. Nơi đây ở trước đấu giá hội, nhiều người nhìn xem như vậy, ngươi để cho ta uống rượu. Ý gì? Không chỉ hắn kỳ quái, mọi người chung quanh cũng tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, như thế nào, không tin ta, cảm thấy trong rượu có vấn đề. Ngươi nha, vẫn đa nghi như vậy, tới, ta uống trước. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền giơ lên hồ lô rượu, mở ra nắp bình, lập tức mùi rượu bốn phía, ngẩng đầu uống một ngụm. Đây, uống xong đưa tới. Hôm khác uống đi, đấu giá hội đã lập tức bắt đầu, ta còn có việc. Nhíu mày, dị linh tộc lắc đầu. Hắn căn bản không biết đối phương, lại để cho hắn uống rượu, không nghi ngờ đó là giả dối. Tính cách của ngươi vẫn đa nghi như vậy, như dị linh tộc a, giống như cái gì thanh điển cái gì thủy diệp vương. Trương Huyền lắc đầu. Xoẹt xoẹt tương đương. Không nghe lời này cũng may, nghe nói như thế, đồng tử của dị linh tộc co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Ngay sau đó một đạo sát ý từ trong mắt chợt lóe lên. Đối phương thoạt nhìn giống như nói bậy, nhưng hầu như hoàn toàn rõ ràng thân phận của hắn rồi. Nói cách khác, lúc trước nói, căn bản không phải nói bậy, mà là đối phương. Đã biết rõ hắn là ai. Chỉ là, hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến, lúc nào nhận thức một gia hỏa gọi là Tôn Cường. Ngươi nói không sai, bằng hữu hoàn toàn chính xác nên uống rượu, bất quá, nơi đây không phải địa phương. Có thể cùng đi tìm quán rượu, chúng ta không say không về. Ngăn chặn sát cơ trong lòng, dị linh tộc nở nụ cười một tiếng. Nếu như đối phương nhận ra thân phận của hắn, như vậy chỉ có một loại biện pháp. Tìm cơ hội giết. Nếu không, ở chỗ này lộ ra, nhiệm vụ khẳng định không cách nào hoàn thành. Đi quán rượu, đương nhiên có thể, bất quá, người trước uống một ngụm, ta lại đi với ngươi, ngay cả ta kính rượu cũng không uống, ai biết lát nữa ngươi sẽ uống rượu. Hay động thủ với ta. Ngay cả sự tình khi sư diệt tổ cũng làm qua, giết chết bằng hữu cũng không coi vào đâu a. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi, dị linh tộc tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Chương 1829, Thủy Diệp Vương 1. Đến bây giờ, hắn đã khẳng định, đối phương tất nhiên nhận ra thân phận của mình. Chỉ là, hắn ngụy trang một chút dấu vết cũng không có lưu lại, đến cùng làm sao thấy được. Chẳng lẽ ra hỏa này, thực lực so với hắn còn muốn đáng sợ. Uống rượu mà thôi, người suy nghĩ nhiều. Cười nhạt một tiếng, vừa rồi thất thố bị hắn che giấu, dị linh tộc nhẹ nhàng cười cười, thò tay tiếp nhận hồ lô rượu, ánh mắt nheo lại, nhìn sang. Đối phương nhận ra thân phận, lại để cho mình uống rượu, nếu như nói không có vấn đề, đánh chết cũng không tin. Ánh mắt tập trung, tinh thần lan tràn, rất nhanh nhìn tử thủy một lần, nhịn không được nhíu mày. Căn cứ hắn xem xét, trong hồ lô hoàn toàn chính xác chỉ là tử thủy bình thường, cái gì cũng không có, nhiều nhất linh khí tương đối nồng đậm mà thôi. Rượu này ta có chút uống không quen, uống của ta đi. Dừng lại một chút, vẫn không quá yên tâm, trả hồ lô rượu về, lấy ra một cái bình ngọc. Đây là hắn tùy thân mang theo, khẳng định không có vấn đề. Giơ bình ngọc lên, đang định mở ra nắp bình, uống một ngụm, chỉ thấy Tôn Cường khẽ vươn tay cầm cái chai tới. Uống không quen của ta. Tới, để cho ta nhìn ngươi đây là cái gì. Nói xong vẹt ra nắp bình. Mùi rượu nồng đậm phun ra, mùi thơm xông vào mũi, hoàn toàn chính xác so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Đúng là hảo tử, khó trách chướng mắt của ta, trả lại ngươi. Nhìn thoáng qua, cũng không có động tác khác, một lần nữa trả trở về. Ân, thấy hắn chỉ cầm bình ngọc thoáng một phát, không làm bất luận động tác gì, dị linh tộc nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận bình ngọc, uống một ngụm. Hiện tại có thể cùng ta chung một chỗ, đi tìm quán rượu, không say không về rồi chứ. Cười nhạt một tiếng. Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Đại nhân. Hai hộ vệ thấy đại nhân mình hộ tống, cùng với người khác uống rượu, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không phải tới tham gia đấu giá hội sao? Như thế nào còn chưa bắt đầu, ngược lại muốn đi uống rượu. Các ngươi đi vào trước, một lát nữa ta sẽ trở lại. Vẻ mặt dị linh tộc tự tin khoát tay áo. Vâng, thấy hắn làm ra quyết định, hộ vệ trần trừ một chút, vẫn gật đầu. Chủ nhân cũng nghe vị trước mắt này, mệnh lệnh của đối phương tự nhiên không dám vi phạm. Đi thôi,
thấy hắn bàn giao xong, Trương Huyền đi ra ngoài, rất nhanh ra Mạc Vân Hiên. Dọc theo đường cái đi một lát, đi vào một đường tắt yên lặng. Ngươi đến cùng là người nào? Thân thể nhoáng một cái, ngăn ở phía trước, dị linh tộc rút cuộc kìm nén không được, ánh mắt âm hàn. Ta, chính là người bình thường mà thôi, ngược lại là ngươi. Thân là dị linh tộc, lại ngang nhiên ngụy trang thành nhân loại, chạy đến nơi đây, lá gan thật là lớn. Khóe miệng giơ lên, Trương Huyền nhấc mí mắt. Có phải là Thủy Diệp Vương không? Ngươi, rút cuộc là người nào? Ánh mắt nheo lại, dị linh tộc ở đối diện bàn tay chảo một cái, một cỗ chân khí lập tức phong tỏa chung quanh, làm cho cả đường đi tựa hồ biến thành địa ngục. Bị nhận ra thân phận, hắn quyết định xuất thủ. Ta là người nào? Trương Huyền lắc đầu. Thân phận của ta, ngươi bây giờ còn không có tư cách biết rõ. Không nói, vậy chớ đi rồi. Dị linh tộc Thủy Diệp Vương gào thét một tiếng, mãnh liệt cầm tới. Dầm ào ào. Chân khí cuồng bạo như sóng nước xoáy lên, toàn bộ đường đi ở dưới lực lượng cường đại áp bách, tựa hồ tùy thời sẽ sụp xuống. Vừa ra tay, liền hiện ra thực lực của hắn, căn bản không phải thánh vực nhất trọng, cũng không phải nhị trọng, mà là tứ trọng, nguyên thần cảnh, muốn giết ta. Đối mặt công kích của đối phương, Trương Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không trốn tránh, ngược lại nở nụ cười. Ngại ngùng, ta có đi hay không còn chưa tới phiên ngươi khống chế. Ngược lại là ngươi, trước nằm xuống đi. Nói xong, giống như Mạc Vân Hiên lúc trước, búng tay. Lạch cạch. Lời nói kết thúc, mới vừa rồi Thủy Diệp Vương còn khí thế hung hăng, thân thể đột nhiên cứng đờ, rớt xuống, lực lượng toàn thân như thủy triều tan mất, co rúm ở dưới đất, thổ huyết từng ngụm từng ngụm. Ngươi, ngươi hạ độc ta. Đồng tử co rút lại, nhìn về phía gia hỏa cách đó không xa, Thủy Diệp Vương tràn đầy không thể tin được. Nghìn cẩn thận, vạn cẩn thận, đối phương hạ độc lúc nào, lại một chút cũng không biết. Không sai, vương giả lợi hại như ngươi, khôn hạ độc, làm sao chế ngự. Trương Huyền cười nhẹ. Minh lý chi nhãn đơn thuần, chỉ có thể nhìn ra hắn là dị linh tộc, chân chính xác nhận thân phận, còn là dựa vào thiên đạo thư viện. Cố ý đi ôm, dẫn tới đối phương vận chuyển chân khí, chẳng khác nào thi triển võ kỹ, lập tức nhận được tin tức kỹ càng cùng thiếu sót. Chương 1830, Thủy Diệp Vương 2. Gia hỏa ngụy trang cùng nhân loại giống như lúc này, lại có thể giống như Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương, cũng là một vương giả dị linh tộc. Thủy Diệp Vương, thánh vực tứ trọng, vương giả thực lực như thế, ngụy trang thành nhân loại, xuất hiện ở nơi đây, nếu không ngăn cản, tất nhiên gây nên náo động thật lớn. Diệt sạch Tĩnh Viễn Thành cũng có khả năng a. Mấu chốt nhất là, coi như thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều, tới đối chiến cũng lành ít dữ nhiều, mượn nhờ khôi lỗi, có thể chém giết, cũng nhất định gây ra động tĩnh thật lớn, vì lý do an toàn, lúc này mới dụ dỗ đối phương uống rượu. Trong rượu ẩn tàng thiên đạo chân khí, tiến nhập thân thể hoàn toàn có thể ở một ý niệm biến thành kịch độc. Tuy gia hỏa này thông minh, không uống rượu của hắn, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, bình ngọc cùng bàn tay của hắn tiếp xúc, chẳng khác nào trúng chiêu. Thiên đạo chân khí tinh thuần đến cực điểm, bản thân thừa dịp bắt được bình rượu, quán thâu vài đạo, thần không biết quỷ không hay, coi như là dùng thần thức nhìn quét, đều không thể phát hiện. Chủ yếu nhất là, không nghĩ tới. Độc sư hạ độc càng lợi hại, cũng cần độc phấn, các loại cổ trùng, làm môi giới, chân khí ẩn chứa kịch độc. Đây là tuyệt không dám nghĩ. Ngươi, cùng chết đi. Thấy đối phương thừa nhận thản nhiên như thế, sắc mặt của Thủy Diệp Vương đỏ lên, gào thét một tiếng, bàn tay vỗ mặt đất, lăng không dựng lên, bắt qua Trương Huyền. Thấy hắn còn muốn công kích, Trương Huyền cũng không nói nhảm. Xuống. Ầm ầm. Ngón tay chỉ về phía trước, Thủy Diệp Vương kêu thảm một tiếng. Lần nữa từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Thiên đạo chân khí xâm nhập rất nhiều huyệt khiếu toàn thân, chỉ cần một ý niệm, thì có thể làm cho hắn trực tiếp toi mạng, độc tính to lớn, kịch độc cấp 7 cũng khó bằng được, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không chịu nổi. Đây là độc gì? Cũng ý thức được không phải bình thường, hàm răng của Thủy Diệp Vương cắn khanh khách, không thể tin được. Vì nhiệm vụ lần này, hắn chuyên môn làm chuẩn bị. Phục dụng rất nhiều đan dược giải độc, theo lý, độc dược thông thường đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Đối phương hạ độc lúc nào, không thấy được thì thôi, cụ thể là độc gì, cũng nhìn không ra, cái này có chút đáng sợ. Chẳng lẽ, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền gặp một độc sư thất tinh. Độc điện ở Hồng Viễn Đế Quốc, độc sư lợi hại nhất,
cũng không phải mới chỉ có lục tinh sao? Không có trả lời câu hỏi của hắn, Trương Huyền đi tới trước mặt, ngón tay liên tục điểm, trong nháy mắt phong bế tu vi của đối phương. Biết nhược điểm của đối phương, cộng thêm thiên đạo chân khí đã tiến nhập trong cơ thể, chế ngự cũng không phải quá khó khăn. Phong ấn tu vi, năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước, trong miệng Thủy Diệp Vương bay ra một viên dược hoàn không lớn, bên ngoài dùng giấy dầu bao bọc, thời điểm bình thường đặt ở trong miệng sẽ không có sự tình. Ngươi! Chứng kiến đồ vật trong miệng mình bay ra, Thủy Diệp Vương biến sắc. Không phải cái khác, đúng là dược vật vì phòng ngừa để lộ bí mật, dùng để tự sát. Thứ này che giấu vô cùng tốt, trừ vương giả dị linh tộc chấp hành nhiệm vụ biết ra, cơ bản không người có thể biết, đối phương rút cuộc là người nào. Không chỉ biết rõ tên của hắn, ngay cả loại cơ mật này cũng nhìn thấy tận mắt. Tốt rồi, như vậy có lẽ có thể hỏi ra vài thứ. Hủy diệt kịch độc, Trương Huyền cười mỉm nhìn về phía Thủy Diệp Vương. Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương, sau khi bị hắn chế ngự, cũng bởi vì loại kịch độc này mà chết, hắn đã có chuẩn bị. Tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nói đi, từ đâu tới đây, tới Tĩnh Viễn Thành muốn làm gì? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trương Huyền hỏi. Muốn ta nói, nằm mơ. Thủy Diệp Vương nghiến răng. Không nói, đơn giản. Nhấc mí mắt, ngón tay của Trương Huyền điểm ra, mấy đạo chân khí dọc theo huyệt đạo của đối phương, tiến vào trong cơ thể. Xì 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 xì. Chân khí vừa tiến vào trong cơ thể. Thủy Diệp Vương lập tức cảm giác như bị ngàn vạn độc trùng cắn xé, đau đớn thấu xương. Nếu như chỉ là nhục thân, còn có thể tiếp nhận được, nhưng ngay cả linh hồn cũng có được uy áp mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ tan vỡ. Để cho ta khuất phục nhân loại các ngươi, không có khả năng. Cố nén đau đớn, hàm răng Thủy Diệp Vương cắn khanh khách rung động, đột nhiên bạo giống một tiếng, cả người như khí cầu bành trướng lên. Hả? Chứng kiến bộ dáng của hắn, Trương Huyền biến sắc. Vội vàng đi về phía trước, chân khí hùng hậu tuôn ra, đang định ngăn chặn lực lượng của đối phương, liền chứng kiến nhục thân của đối phương, mắt thường có thể thấy được khô quắt, ngay sau đó một hồn phách giống Thủy Diệp Vương như đúc, từ mi tâm đối phương bay ra. Vu hồn. Cảm nhận được khí tức của đối phương cường đại, Trương Huyền sững sờ, đồng tử co rụt lại. Không đúng, không phải vu hồn, mà là nguyên thần. Thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, thai anh trong cơ thể ngưng tụ thành nguyên thần. Có thể giống như vu hồn, rời đi nhục thân, độc lập tồn tại, một đêm vạn dặm, thậm chí còn có thể một ý niệm lấy thủ cấp người. Nhục thân cùng tu vi của gia hỏa này bị bản thân dùng thiên đạo chân khí ngăn chặn, dưới tình thế cấp bách, lại có thể bỏ qua thân thể cùng tu vi, nguyên thần trực tiếp vọt ra. Bất quá, còn không có đạt tới thánh vực ngũ trọng, nguyên thần cưỡng ép xuất hiện, rất khó còn sống không nói, còn sẽ để cho thân thể triệt để tử vong, không còn đường lui. Ta cùng với ngươi đồng quy vô tận. Nguyên thần rời đi nhục thân, Thủy Diệp Vương điên cuồng gào rú, lộ ra vẻ dữ tợn, lao đến Trương Huyền. Tình huống hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã như vậy, muốn ra hỏa này, lôi kéo chung một chỗ xuống địa ngục. Đối phương bất quá là tòng thánh, linh hồn bạc nhược yếu kém, chỉ cần nguyên thần nhảy vào trong cơ thể đối phương, có thể đơn giản xé rách. Vù vù, còn không có kịp phản ứng, nguyên thần điên cuồng liền tiến vào mi tâm. Thân thể Trương Huyền cứng đờ. Thủy Diệp Vương điên cuồng, tiến nhập trong cơ thể, đang định thôn vệ hồn phách của đối phương, đột nhiên thấy được một vu hồn tựa như núi lớn. Ta muốn nuốt ngươi, bà mẹ nó, đây là cái gì? Đồng tử co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Chương 1831, Phủ Thành Chủ 1. Nguyên thần công kích cực kỳ đáng sợ, rất dễ dàng chấn vỡ linh hồn của đối thủ, thậm chí thôn vệ, coi như phòng ngự cường thịnh trở lại. Thực lực càng lợi hại, cũng khó lòng phòng bị. Nguyên nhân chính là như thế, cường giả nguyên thần mới làm cho người kiêng kỵ. Cường đại hơn xa thai anh cảnh. Bị đối phương chế ngự, Thủy Diệp Vương biết rõ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chút do dự, sử dụng bí pháp, nguyên thần bỏ qua nhục thân, tính toán sắp chết cũng nuốt hồn phách đối phương, đồng quy vô tận. Ai ngờ vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức thấy được hồn phách ở trong nhục thân đối phương, xém bị hù chết. Cao chừng hơn 10 mét, một cỗ khí tức mênh mông từ phía trên chậm rãi chuyển đến, tựa như tỏa ra thiên đạo ý niệm, chèn ép tinh thần của hắn, tùy thời có thể tan vỡ. Cái này, điều này sao có thể? Sao sẽ lớn như vậy? Vẻ mặt của Thủy Diệp Vương muốn phát điên. Tòng thánh bình thường, tuy cũng tu luyện qua hồn phách, lại chỉ có thể điều động thiên địa quy tắc, cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả trẻ mới sinh cũng không bằng. Đây là cái quỷ gì?
chừng hơn 10 mét, tựa như núi lớn, mấu chốt nhất là, không có chút âm hàn nào của hồn phách, ngược lại mang theo lôi đình chi ý, đừng nói cắn nuốt, có thể không bị đối phương nuốt vào, cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ, gia hỏa trước mắt này, không phải tòng thánh, mà là một thánh vực ngũ trọng, thậm chí lục trọng. Nếu không, tại sao có thể có hồn phách cường đại như thế? Vốn tưởng rằng bỏ qua ngục thân, ít nhất có thể cho đối phương trả giá, nằm mơ cũng không nghĩ đến, hồn phách của đối phương so với hắn còn cường đại hơn, còn muốn cô đọng, quả thực không có biện pháp chiến đấu. Cái này gọi là chuyện gì? Trốn. Biết rõ không cách nào thôn phệ, không chút do dự, Thủy Diệp Vương quay người chạy ra ngoài. Bất quá còn không có bay xa, thân thể cứng đờ, chứng kiến một bàn tay khổng lồ nắm lấy hắn, vô luận giãy giụa như thế nào, cũng chết sống trốn không thoát. Siêu hồn. Bắt lấy đối phương, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Đối phương là nguyên thần cảnh, nếu như nguyên thần không xâm nhập trong cơ thể mình, muốn chém giết, hầu như không có khả năng, mà đi tới nơi này, liền đơn giản. Thân thể của hắn có được thiên đạo chân khí vô cùng bành trướng, càng có thư viện chân áp, ngay cả ngoan nhân cũng trốn không thoát, một nguyên thần nho nhỏ lại có thể gây ra sóng gió gì. Chỉ thoáng một phát, đối phương tựa như lọt vào nồi chảo, liên tục kêu thảm. Thiếu chủ, đừng giết ra hỏa này, lưu nguyên thần lại cho ta hữu dụng. Đang định siêu hồn, chợt nghe thanh âm của ngoan nhân vang lên. Lưu cho ngươi. Vâng, thôn phệ nguyên thần của vương giả dị linh tộc, có thể làm cho ta khôi phục thực lực nhanh hơn. Ngoan nhân vội nói. Yên tâm đi, thiếu chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn, đồ vật ngươi muốn biết, toàn bộ tra xét ra rõ ràng. Cũng tốt. Ngoan nhân cam đoan, Trương Huyền rất yên tâm, buông tay ra, lưu nguyên thần của Thủy Diệp Vương cho đối phương. Không đi xen vào đối phương thẩm vấn, ý thức trở lại nhục thân. Thở ra một hơi, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy cả người chảy mồ hôi lạnh. Xem ra sau này đối chiến cường giả nguyên thần cảnh, phải cẩn thận một ít. Nếu như gia hỏa này không muốn giết chết bản thân, chui vào trong cơ thể mình, mà ở bên ngoài sử dụng thủ đoạn nguyên thần, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Phu hồn của mình, mặc dù có hơn 10 mét, nhưng mà so với nguyên thần, còn kém một mảng lớn. Cả hai là sinh mạng thể trình độ bất đồng, không thể so sánh nổi. Cũng chỉ có ở trong cơ thể mình, mới chiếm được tiện nghi rất lớn. Cúi đầu nhìn về phía thi thể Thủy Diệp Vương cách đó không xa, ngón tay câu câu. Một cái không gian giới chỉ bay lên, rơi xuống lòng bàn tay. Nhìn vào trong, lập tức chứng kiến vô số bảo vật chồng chất như núi, linh thạch thượng phẩm rậm rạp chằng chịt, chừng mấy nghìn viên. Có lẽ giống như Kim Diệp Vương cùng Thanh Diệp Vương, đi ra chấp hành nhiệm vụ nào đó, mới mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Mặc kệ mục đích của đối phương như thế nào, nhiều linh thạch như vậy với hắn mà nói, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Nhìn thoáng qua những vật khác, gia hỏa này cũng có không ít linh hồn bí tịch, bất quá giống như hai vị vương giả khác, viết chỉ tốt ở bề ngoài, không phải cực kỳ rõ ràng. Những thư tịch này, xem hết toàn bộ, liền không để ý tới, đột nhiên trong lòng khẽ động. Chính xác, những ngày này, lấy được phương pháp tu luyện hồn phách, lập tức tập trung lại, tạo thành một quyển thư tịch mới. Tiện tay mở ra, nhìn sang. Một lát sau, nhãn tình sáng lên. Lại có thể hình thành. Vốn tưởng rằng dị linh tộc cùng nhân loại bản chất bất đồng, pháp quyết tu luyện linh hồn của bọn hắn vô dụng với mình, không nghĩ tới, dung hợp nhiều bản, đồng dạng có thể hình thành thiên đạo công pháp chính xác. Lúc trước sở dĩ thoạt nhìn lộn xộn không chịu nổi, chủ yếu bởi vì số lượng bí tịch quá ít. Xem ra, phương pháp tu luyện hồn phách của dị linh tộc, tuy bất đồng nhân loại, nhưng trăm sông đổ về một biển, có công hiệu đồng dạng. Nhìn không được gật đầu. Pháp quyết của đối phương. Lúc trước hoàn toàn xem không hiểu, cổ quái đến cực điểm, dựa theo suy đoán của hắn, không có tu luyện tẩu hỏa nhập ma liền rất tốt. Hiện tại xem ra, nguyên lai là một loại hệ thống khác, khác hẳn phương pháp tu luyện của nhân loại. Mặc kệ đúng sai, chỉ cần làm từng bước, tổng có thể trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên với hắn mà nói, điều kiện tiên quyết là, công pháp đủ nhiều, sưu tập không đủ mà nói, căn bản không có chút tác dụng. Dung hợp. Lúc trước Mặc Hồn Sinh lưu cho hắn vu hồn pháp quyết hóa phàm cửu trọng, cùng bí tịch này dung hợp. Một lát sau một thư tịch mới xuất hiện ở trước mặt. Xem một lát, khóe miệng Trương Huyền giơ lên. Bộ công pháp này, đã hoàn mỹ vô khuyết, có thể tu luyện. Lúc trước vu hồn của hắn chỉ tu luyện đến hóa phàm bát trọng, đã có thứ này, dĩ nhiên có thể trùng kích cửu trọng, để cho lực lượng lần nữa gia tăng.
Chương 1832, Phủ Thành Chủ 2. Trở về lại nói. Đè nén xúc động muốn tu luyện, Trương Huyền biết rõ bây giờ không phải là thời điểm, xử lý tốt thi thể của Thủy Diệp Vương, lúc này mới mở cấm chế chung quanh, đi đến Mạc Vân Hiên. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, đấu giá hội khẳng định sớm đã bắt đầu rồi. Việc cấp bách, không phải tu luyện, mà là tìm kiếm tung tích độc sư. Vừa đi vào phòng đấu giá, còn chưa kịp đi xem tình huống cụ thể, chỉ thấy Hồ Vân Sinh vội vã đi vào trước mặt. Tiền bối, ngay vừa rồi. Thành chủ rời đi. Rời đi. Trương Huyền sững sờ. Vâng, còn chưa bắt đầu đấu giá địa tàng hoa, hắn đột nhiên quay người rời đi, vốn ta còn cho rằng có chuyện gì, muốn đi xử lý, ai ngờ. Vừa đi không trở về, đi thẳng đến phủ thành chủ, xem ra, không có ý định tiếp tục mua. Hồ Vân Sinh tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước gia hỏa này đối với địa tàng hoa tình thế bắt buộc, hận không thể xuất thủ cướp đoạt, giờ phút này mắt thấy địa tàng hoa muốn bắt đầu đấu giá, lại xoay người rời đi. Lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ. Trương Huyền cũng kỳ quái. Cái này có chút không hợp lẽ thường. Vừa rồi vị thành chủ kia, hắn cũng thấy, hận không thể không nhìn thân phận xuất thủ tranh đoạt. Đấu giá hội cũng tham gia, như thế nào lại trên đường buông tha? Có thể có âm mưu gì hay không? Nhìn không được hỏi. Chắc có lẽ không, nhìn phương hướng hắn đi là phủ thành chủ, ta đoán. Hẳn là xuất hiện biến cố gì, để cho hắn không thể không trở về. Hồ Vân Sinh suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, người tiếp tục ở đây trông coi, ta đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Suy tư thoáng một phát, Trương Huyền nói. Vị thành chủ này, muốn địa tàng hoa mà độc sư mới cần, vốn là khả nghi, hiện tại lại vội vã trở về như thế, khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ có tự mình đi tới nhìn xem. Vâng. Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, cực kỳ nguy hiểm. Tiền bối cẩn thận. Hắn cũng không phải quan tâm Trương Huyền an nguy, mà là sợ một khi xảy ra chuyện, độc của hắn không có cách nào giải. Yên tâm đi. Trương Huyền khoát tay áo. Đối mặt nguyên thần cảnh dị linh tộc, hắn khả năng đánh không lại, nhưng những lính tôm tướng cua ở phủ thành chủ, toàn bộ xông lại, cũng không phải là đối thủ, không đáng kể chút nào. Ân. Nhớ tới vị trung niên nhân trước mắt này không chỉ thực lực đáng sợ, càng là độc sư làm cho người sợ hãi, Hồ Vân Sinh nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm lời, chỉ rõ phương hướng phủ thành chủ, giải thích cặn kẽ thoáng một phát. Tuy hắn không có đi qua phủ thành chủ mấy lần, nhưng Mạc Vân Hiên sưu tập tin tức bốn phương, đối với thổ hoàng đế này phòng vệ, còn là biết rất rõ ràng. Giờ phút này, Tôn Cường muốn đi phủ thành chủ, tự nhiên không dám che giấu, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn kỹ càng nói ra. Rất nhanh, đối với nơi này đã có hiểu rõ nhất định, lúc này Trương Huyền mới quay người bay về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ, ở vị trí trung tâm Tĩnh Viễn Thành, cách Mạc Vân Hiên chỉ hơn 10 dặm, mượn nhờ cảnh ban đêm phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, liền chứng kiến một phủ đệ liên miên xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo phương vị Hồ Vân Sinh chỉ điểm, minh lý chi nhãn của Trương Huyền nhúc nhích, quả nhiên đã tìm được trận pháp cùng phòng vệ thiếu sót. Xem ra tin tức của gia hỏa này còn rất chính xác. Nhẹ nhàng cười cười, thân thể nhoáng một cái, xông vào. Hồ Vân Sinh này ở trên tin tức độc điện không quá đáng tin cậy, nhưng ở phương diện khác, xác thực biết rất nhiều. Nếu không, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được địa tàng hoa, thuận lợi đi tới nơi này. Sớm đã có tin tức, cộng thêm minh lý chi nhãn, Trương Huyền rất nhanh liền vượt qua tầng tầng phòng ngự của phủ thành chủ, đi tới đại điện. Thân thể nhoáng một cái, giấu ở trong một cây đại thụ, lặng lẽ nhìn sang. Sau đó chứng kiến thành chủ lúc trước uy hiếp hắn kia, đang đứng ở trong phòng, vẻ mặt sốt ruột, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hai hộ vệ lúc trước thần thái cũng nghiêm túc, không ngừng nhìn quanh trái phải. Được rồi, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Thành chủ khoát tay áo. Vâng. Hộ vệ đi ra ngoài, gian phòng lập tức an tĩnh lại. Thành chủ qua lại dạo bước, đi một lát. Muốn nói gì, một khí tức đặc thù lập tức đánh úp tới. Sau đó một bóng người, đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Gặp qua đại nhân. Chứng kiến người này, thành chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ôm quyền, xem ra, vừa rồi hắn một mực chờ đúng là vị này. Ân. Bóng người chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đại nhân, người để cho ta đấu giá mua địa tàng hoa, lập tức liền muốn bắt đầu. Thành chủ tràn đầy nghi hoặc nhìn qua. Đối phương để cho hắn đấu giá mua, mắt thấy sẽ phải bắt đầu,
lại vội vã để cho hắn trở về, trong lòng kỳ quái không nói ra được. Đã xảy ra chuyện. Không có trả lời hắn, bóng người nhăn mày lại. Gặp chuyện không may. Thành chủ không hiểu. Ân. Bóng người khoát tay áo, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền. Người nào? Chương 1833, bản mệnh độc trùng 1. Ầm ầm. Kèm theo mà nói, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm, trong nháy mắt bao phủ cả tiểu viện, nhất là chỗ đại thụ của Trương Huyền, chân khí cuồng bạo nghiền ép xuống, tựa hồ tùy thời sẽ nổ tung. Bị phát hiện rồi. Đồng tử co rụt lại, thân thể Trương Huyền có chút cứng ngắc. Hắn che giấu vô cùng tốt, tất cả khí tức đều phong tỏa ở trong cơ thể, dựa theo tình huống bình thường, coi như ngoại nhân nhìn qua, cũng sẽ cảm giác giống như một vật phẩm không có sinh mệnh. Nguyên nhân chính là tự tin như thế mới đi tới nơi này, không nghĩ tới không có bất kỳ động tác liền bị phát hiện rồi. Đang muốn nhảy ra địa phương che giấu, đi vào tiểu viện, chợt nghe hai tiếng gió dồn dập thẳng tắp lao đến. Là hai bóng người, mới từ bên ngoài tiểu viện đến chỗ này, đã bị phát hiện, coi như mình cũng không có cảm thấy. Xem ra đối phương nói không phải mình. Hai người này đều mặc quần áo màu xám thẫm, một cái trong đó tròm râu trắng như tuyết, thân hình cao lớn, so với hắn cũng không yếu chút nào. Một cái khác xinh xắn, hai mắt tràn đầy tinh quang, làm cho người ta có cảm giác linh động. Đều là cường giả thánh vực nhất trọng đỉnh phong, thân pháp cùng lực lượng cực kỳ hiếm thấy, hẳn là tu luyện một loại công pháp chưa bao giờ thấy qua. Là các ngươi. Nhìn rõ ràng dung mạo của bọn hắn, bóng người nói chuyện với thành chủ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, mấy ngày nay vị bằng hữu này dùng ra các loại thủ đoạn, chỉ sợ là tới nghe ngóng tin tức của chúng ta a. Ánh mắt bất thiện nhìn lại, ánh mắt của lão giả râu bạc trắng nheo lại. Mấy ngày nay đối phương một mực tìm hiểu tin tức của bọn hắn, lúc này mới truy tung đến, không nghĩ tới vừa mới vào tiểu viện liền bị phát. Tìm hoài mà chẳng thấy, được đến lại không mất chút công phu. Các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Không có trả lời đối phương, bóng người cùng thành chủ nói chuyện cười lạnh, năm ngón tay mở ra, tựa như quạt xếp nghiền ép thiên địa. Ầm ầm. Không khí chung quanh như ngưng kết, một cỗ lực lượng hung mãnh mênh mông bao phủ cả phủ đệ ở bên trong, tựa hồ có trận pháp cực lớn khởi động. Nguy rồi, là cạm bẫy. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của lão giả cùng thân ảnh gầy yếu đồng thời trở nên xanh mét. Xem ra gia hỏa này là cố ý hấp dẫn bọn họ tới, sớm ở trong sân bố trí trận pháp. Hiện tại biết rõ đã chậm. Bóng người nói chuyện với thành chủ kia khóe miệng giơ lên, năm ngón tay khép lại, mãnh liệt đẩy về phía trước. Đùng đùng. Lực lượng mãnh liệt lao qua, tập kích tới lão giả. Mặt đất liền phát ra thanh âm két, nứt ra một vết rách rộng hơn mét, trận pháp tựa hồ có chút gánh không được, tùy thời sẽ sụp đổ. Cũng là thánh vực tứ trọng. Trương Huyền biến sắc. Bóng người này lại tương đương Thủy Diệp Vương lúc trước, thực lực cũng đã đạt đến thánh vực tứ trọng. Cường giả nguyên thần cảnh, ở Thanh Nguyên Đế Quốc đều là nhân vật nổi tiếng, đứng ở đỉnh phong nhất, lúc nào loại địa phương nhỏ như Tĩnh Viễn Thành này, thoáng một phát toát ra nhiều như vậy. Thiếu sót. Đối phương đang thi triển võ kỹ, không chút do dự, trong lòng hô nhỏ một tiếng, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Ngón tay búng một chút, vội vàng mở ra. Tử Diệp Vương. Một trong thanh điền thập đại vương giả. Mới đầu giới thiệu ngắn gọn, đằng sau là rậm rạp chẳng chỉ các loại thiếu sót. Tử Diệp Vương, lại là một trong thập đại vương giả. Trương Huyền có chút ngẩn người, không nghĩ tới đối phương lại giống ba gia hỏa trước, cũng là vương giả dị linh tộc. Thanh điền thập đại vương giả, hiện tại đã bị hắn giết chết ba cái, nếu như cho vị thủ lĩnh thanh điền kia biết rõ, có thể ra lột mình hay không. Hứa trưởng lão. Hắn bên này khiếp sợ. Phía dưới chứng kiến công kích hung mãnh như thế, thân ảnh gầy yếu vội vàng ngăn ở trước mặt lão giả, hai tay giơ lên, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, thân ảnh gầy yếu sắc mặt trắng nhợt, bay ngược mà ra, người ở trên không trung, máu tươi điên cuồng phun. Mới vừa rồi khí tức còn sung mãn mượt mà, trong nháy mắt như khí cầu lùng, trùng trùng điệp điệp rơi ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Một trường liền phá hủy tất cả sinh cơ của thân thể. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Thân ảnh gầy yếu kia, tu vi sớm đã đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, cấp bậc so với hắn còn cao hơn. Người mạnh như thế, ở dưới một trường của đối phương, sinh cơ liền không còn. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của nguyên thần cảnh? Cũng đúng. Thánh vực tứ trọng, lĩnh ngộ thiên địa đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng,
lúc trước sở dĩ có thể giết chết ba cái, đều là mượn các loại kỹ xảo, cũng không phải cùng đối phương chiến đấu qua. Thật muốn chiến đấu, chỉ sợ năm cái hắn chung vào một chỗ, cũng không thể chống lại. Tiết trưởng lão, chứng kiến đồng bạn của mình vì cứu hắn, bị đánh gục ngay tại chỗ, Hứa trưởng lão biến sắc, lần nữa nhìn về bóng người phía trước, sát ý sôi trào. Bàn tay khẽ đảo, một bình ngọc không lớn xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, một con trùng giáp cứng bay ra. O-O-O-N-G. Côn trùng này đại khái lớn như móng tay, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, bờ môi hiện lên màu vàng nhạt, đôi cánh kích động, phát ra một loại thanh âm quỷ dị. Cắn nát ngón tay, Hứa trưởng lão điểm tới một giọt máu tươi. Xì xì xì. Chương 1834, bản mệnh độc trùng 2. Chứng kiến máu tươi, côn trùng hưng phấn hé miệng, uống sạch sẽ, ngay sau đó toàn thân phát ra huỳnh quang màu bạc, như có lực lượng đặc thù nào đó bị kích hoạt lên. Chẳng lẽ, là độc trùng? Trương Huyền nhướng mày. Ban đầu ở Hồng Liên Sơn Mạch, hắn nhìn qua không ít sách vở về độc, trong đó liền ghi lại một loại độc trùng dùng máu người nuôi nấng. Loại vật này, nuốt máu người mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, sinh ra kịch độc khiến người kính sợ. Có thể có độc trùng. Chẳng lẽ, hai cái này là độc sư? Trương Huyền mắt sáng rực lên. Hắn tới Tĩnh Viễn Thành mục đích là tìm kiếm độc sư, tìm kiếm độc điện, chỉ bất quá vì tránh né danh sư, bọn hắn che giấu vô cùng tốt, căn bản tìm không ra, lúc này mới tìm địa tàng hoa, nghĩ biện pháp hấp dẫn đối phương. Vốn tưởng rằng hiệu quả không lớn, không nghĩ tới. Ở chỗ này gặp, xem ra vị thành chủ này, cũng đang tìm kiếm độc sư, mới muốn mua địa tàng hoa. Rõ ràng điểm ấy, chuyện lúc trước liền bừng tỉnh đại ngộ. Thành chủ này, hẳn là bị vương giả dị linh tộc khống chế, hoặc là dùng phương pháp gì mê hoặc, lúc này mới thay bọn hắn tìm kiếm, chỉ là. Dị linh tộc tìm kiếm độc điện làm gì? Trong lòng suy đoán, nhịn không được nhìn sang Hứa trưởng lão, trong đầu lập tức xuất hiện thư tịch về đối phương. Hồng Viễn Đế quốc độc điện đệ nhất trưởng lão, độc sư lục tinh đỉnh phong. Ngay từ đầu liền kỹ càng viết ra thân phận của đối phương. Giống như suy đoán, quả nhiên là độc điện trưởng lão. Hắn bên này khiếp sợ, độc trùng ở trên không trung đã ăn no, toàn thân phát ra hào quang màu bạc, thẳng tắp lao về phía Tử Diệp Vương. Một ngân giáp độc trùng nho nhỏ, liền muốn đối phó ta. Người nghĩ rất đơn giản. Cười lạnh một tiếng, Tử Diệp Vương cũng không tránh né. Nhắm bỏ cánh cứng đánh ra. Phần phật, chân khí mãnh liệt như hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt cháy bỏ cánh cứng, bất quá, tốc độ phi hành của nó cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền tránh né đi tới, đi vào trước mặt đối phương, đôi cánh run run, vung vãi một đống bột phấn màu bạc. Hừ, Tử Diệp Vương hất ống tay áo lên, ngân phấn bị chân khí cuốn bay. Đồng thời ngón tay bắn ra chân khí, tựa như kiếm khí, tiếp tục điểm đi. Xì 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 xì. Tốc độ của kiếm khí nhanh, tốc độ của bỏ cánh cứng nhanh hơn, qua lại xuyên thẳng, liên tục phóng thích thể khí đặc thù, cách đó không xa thành chủ ngửi được mùi này, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, té ngã trên đất. Đã trúng kịch độc, còn có chút thủ đoạn. Thấy thành chủ đến đấy, tùy thời sẽ bị độc giết, Tử Diệp Vương cuối cùng từ không thèm để ý trở nên ngưng trọng. Thân thể đột nhiên chuyển một cái, cả người như bị một cỗ lực lượng đặc thù bao bọc. Bỏ cánh cứng rơi độc phấn căn bản không cách nào tiến đến. Tuy độc trùng này không tệ, nhưng muốn thắng được Tử Diệp Vương. Không có khả năng. Xem một lát, Trương Huyền lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ, tuy cách Tử Diệp Vương còn kém rất nhiều, nhưng có Minh Lý Chi Nhãn, ánh mắt không người nào có thể so sánh. Tử trưởng lão phóng thích độc trùng cho dù rất lợi hại, đồng cấp bậc không người có thể chống lại, nhưng muốn độc sát một vị cường giả thánh vực tứ trọng, lực lượng còn kém xa. Không nói cái khác, chỉ nói Tử Diệp Vương cho đến trước mắt, còn không có vận dụng lực lượng nguyên thần, có thể nhìn ra. Nguyên thần giống như vu hồn, có thể tiến hành linh hồn công kích, còn không có sử dụng, bỏ cánh cứng liền không làm gì được hắn, một khi sử dụng, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, Tử Diệp Vương tựa hồ nhìn ra chiêu số cùng phương pháp công kích của bỏ cánh cứng, liền không che giấu, nhẹ nhàng cười cười, chỗ mi tâm có một cỗ lực lượng cường đại phun ra. Xuống cho ta. Ầm ầm, thanh âm như lôi đình, chấn động mạnh một cái, bỏ cánh cứng phi hành ở trên không trung như uống rượu say, liên tục lắc lư, có chút phi hành bất ổn. Phốc, cách đó không xa, Hứa trưởng lão tựa hồ cũng bị công kích, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ là, bản mệnh độc trùng? Trương Huyền nhíu mày.
Bản mệnh độc trùng, tương đương với phân thân của độc sư, bình thường dùng tinh huyết nuôi dưỡng, dung hợp bộ phận hồn phách người nuôi dưỡng, một khi bị giết, người sau cũng sẽ lọt vào trọng thương, thậm chí tử vong ngay tại chỗ. Ha ha, khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là bản mệnh độc trùng. Hắn nhận ra điểm ấy, Tử Diệp Vương cũng nhận ra được, nhẹ nhàng cười cười, bàn tay mãnh liệt chảo một cái. Chi 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 chi, bọ cánh cứng có chút lắc lư phi hành bất ổn, rút cuộc trốn tránh không được, bị bóp ở trong lòng bàn tay, vô luận giãy giụa như thế nào cũng bay không thoát. Thực lực của ngươi nếu cường thịnh một ít, có lẽ thứ này còn có thể làm tổn thương ta, bất quá. Hiện tại, kém nhiều lắm. Ngón tay nhẹ nhàng búng, bọ cánh cứng té ngã, Hứa trưởng lão nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch. Coi như là độc sư vô cùng đáng sợ, kịch độc cũng làm cho người khó lòng phòng bị, nhưng rất nhiều trưởng lão thực lực chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong, muốn độc sát một vị vương giả dị linh tộc tứ trọng, còn kém một đoạn rất lớn. Mang ta đi độc điện, có thể lưu ngươi một mạng, nếu không. Chết! Khống chế được bọ cánh cứng, Tử Diệp Vương nhấc mí mắt nhìn sang, ánh mắt mang theo sát khí. Cơ hội tốt! Chứng kiến đối phương tùy thời có thể động thủ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nếu như có thể cứu Hứa trưởng lão, có lẽ có thể đạt được tín nhiệm của hắn, thừa cơ lẫn vào độc điện, miễn đi rất nhiều phiền toái. So với bắt một vị độc sư thẩm vấn mạnh hơn nhiều. Chỉ là, không lộ khôi lỗi, làm sao mới có thể cứu người từ trong tay một vị vương giả dị linh tộc thánh vực tứ trọng. Trương Huyền nhìn không được nhíu này. Chương 1835, tỷ thí dùng độc một. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có tòng thánh, tuy dựa vào các loại thủ đoạn, thánh vực nhị trọng cũng chưa hẳn có thể là đối thủ, nhưng mà đối mặt cường giả nguyên thần cảnh còn kém nhiều lắm. Tùy tiện xông lên, vô cùng có khả năng bị đánh chết ngay tại chỗ. Trừ khi, có thể làm cho thiên đạo chân khí xâm nhập trong cơ thể đối phương, ại để cho đối phương trúng độc. Bất quá, nhìn trạng thái của vị Tử Diệp Vương này là không thể nào làm được. Mục đích của ta là cứu người. Không phải nhất định muốn chém giết Tử Diệp Vương, cái này dễ dàng hơn không ít. Chỉ cần giống như lúc trước đối phó đám người Kim Diệp Vương, làm cho đối phương tin tưởng, đi vào trước mặt là được. Trong lòng suy tư, bây giờ mục đích của hắn là muốn cứu Hứa trưởng lão, mà không cho đối phương hoài nghi. Nếu không trực tiếp ném khôi lỗi ra, hoàn toàn có thể đánh chết Tử Diệp Vương. Chỉ là, muốn cho đối phương tin tưởng, nào có dễ dàng như vậy. Ba cái trước sở dĩ có thể thành công. Là vì xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ, cái trước mắt này đã đề phòng, còn muốn làm được liền khó khăn. Đúng rồi, có thể từ Thủy Diệp Vương ra tay. Trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ đến một lý do. Thủy Diệp Vương cùng Tử Diệp Vương cùng thuộc Thanh Điền Thập Đại Vương giả, đồng thời xuất hiện ở Tĩnh Viễn Thành, nói rõ hai người bọn họ khả năng vì cùng chung mục đích mà đến. Nói cách khác, có khả năng là vì tìm kiếm độc điện, nguyên nhân chính là như thế. Thủy Diệp Vương mới đi phòng đấu giá, muốn đạt được địa tàng hoa. Kết quả bị bản thân giết chết. Cứ làm như thế. Cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Hứa trưởng lão tùy thời bị đối phương chém giết, biết rõ thời gian không dung hắn nghĩ lâu, lúc này nhẹ nhàng khẽ động, từ trên cây chậm rãi rơi xuống. Trận pháp si xung quanh đã khởi động, bằng vào hắn lý giải đối với trận pháp, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay tới gần. Rất nhanh, thối lui đến bên ngoài trận pháp. Cốt cách cơ bắp toàn thân nhúc nhích, biến thành một trong hai hộ vệ bên người Thủy Diệp Vương. Làm xong những thứ này, hai tay ôm quyền, nhìn trong nội viện phát ra âm thanh. Thành chủ, không tốt, vị tiền bối ngươi để cho chúng ta thủ hộ ở phòng đấu giá bị người giết, là một vị danh sư thất tinh, hắn đang tới bên này. Thủy Diệp Vương bị giết, xuất thủ là danh sư thất tinh. Thanh âm kết thúc, trận pháp trước mắt biến mất, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền. Đúng là Tử Diệp Vương. Trong tay hắn như trước cầm lấy bọ cánh cứng, cách đó không xa Hứa trưởng lão đã bị khống chế, yên lặng nằm trên mặt đất hữu khí vô lực, xem ra đã bị trọng thương thật lớn. Vâng. Trương Huyền giả bộ kinh hãi, vội vàng gật đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ tình huống cụ thể ra. Sắc mặt trầm xuống, Tử Diệp Vương nói. Hắn cùng Thủy Diệp Vương đi đến Tĩnh Viễn Thành, ngọc bài đại biểu khí thức của đối phương vỡ vụn là biết rõ. Nguyên nhân chính vì như thế, mới vội vã trở lại phủ thành chủ. Bây giờ thấy hộ vệ của đối phương tới đây, nhịn không được hỏi lên. Vừa rồi vị tiền bối kia muốn đi vào phòng đấu giá, bị người ngăn lại, nói là lão bằng hữu của hắn, muốn uống rượu, không cho chúng ta theo sau, cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết là một lát sau, thời điểm tìm được hắn,
đã bị chết, căn cứ người chứng kiến nói, là một vị danh sư thất tinh động thủ. Trương Huyền nói thật thật giả giả, chỉ tốt ở bề ngoài, dù sao đối phương trong thời gian ngắn sẽ không thể phân biệt thật giả. Mà hắn muốn chính là chút thời gian này. Chỉ cần có thể làm cho đối phương tạm thời tin tưởng thân phận của mình, có thể nhẹ nhõm cứu Hứa trưởng lão cách đó không xa ra, bỏ trốn mất dạng. Danh sư thất tinh, nơi đây tại sao có thể có danh sư thất tinh? Thấy đối phương nói không hề kẽ hở, Tử Diệp Vương nhíu mày. Nơi này là Tĩnh Viễn Thành, chỗ vắng vẻ như thế làm sao sẽ xuất hiện danh sư thất tinh? Hơn nữa vì sao lại ra tay với Thủy Diệp Vương? Hắn có đầy đủ tự tin, ngụy trang là bất luận người nào cũng nhìn không ra, coi như danh sư bát tinh cũng chưa chắc có thể phát hiện. Chỉ là, muốn nói không phải danh sư thất tinh động thủ, bằng vào thực lực của Thủy Diệp Vương, thật không tin tưởng Tĩnh Viễn Thành còn có người nào có thể chém giết. Ta không biết. Trương Huyền nói. Chỉ phát hiện thi thể của hắn, vì vậy liền mang theo tới đây. Nói xong bàn tay khẽ đảo, thân thể khô quắt của Thủy Diệp Vương rơi ở trên mặt đất. Đây là thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép xuất khiếu. Đồng tử của Tử Diệp Vương co rụt lại. Đều là vương giả dị linh tộc, hắn biết rõ thân thể đối phương như vậy đại biểu cái gì, là thi triển bí pháp nguyên thần cưỡng ép thoát ly, một khi sử dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là gặp địch nhân cường đại cỡ nào, mới khiến cho hắn thi triển ra chiêu này, được ăn cả ngã về không? Chẳng lẽ, thật sự là một vị danh sư thất tinh? Thực muốn như thế, liền nguy rồi. Bị loại danh sư cấp bậc này nhìn chằm chằm, coi như là hắn, cũng rất khó đào thoát. Không được, phải lập tức thẩm vấn ra vị trí cụ thể của độc điện. Trong lòng cảnh giác, Tử Diệp Vương không dám lưu lại quá nhiều, vội vàng nhìn sang Hứa trưởng lão cách đó không xa, nhướng mày. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy hộ vệ vừa rồi hướng hắn bẩm báo sự tình kia, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Hứa trưởng lão, tựa hồ tính toán nâng dậy. Không có làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy thương thế hắn có chút nghiêm trọng. Trương Huyền lúng túng cười cười. Nơi đây không cần ngươi, lui ra đi. Thấy một hộ vệ lại dám tự tiện làm chủ, sắc mặt Tử Diệp Vương trầm xuống. Vâng. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền lôi kéo Hứa trưởng lão, lui về phía sau hai bước, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, trận pháp nguyên bản đã đình chỉ trong nháy mắt khởi động, sương mù bao phủ cả tiểu viện. Hả? Sắc mặt trầm xuống, Tử Diệp Vương cấp tốc xông tới trước, bất quá trận pháp trước mắt giống như bị người cải biến kết cấu, coi như là hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được thân ảnh đối phương. Chương 1836, tỷ thí dùng độc 2. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, đối phương nhất định có mưu đồ. Đáng giận. Vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, khí tức sát lục trên người không thể kìm nén nổi, trong chớp mắt biến trở về bộ dáng dị linh tộc, bàn tay chảo một cái, công kích trận pháp trước mắt. Tính toán bạo lực phá trận. Lấy lực lượng thánh vực tứ trọng, phá giải một trận pháp lục tinh đỉnh phong, chỉ là một hai chiêu mà thôi. Hứa trưởng lão, người không sao chứ? Thấy trận pháp tùy thời sẽ sụp đổ, Trương Huyền nhìn về phía lão giả trước mắt đã uể oải không phấn chấn. Ngươi là ai? Hứa trưởng lão nghi hoặc nhìn qua. Ta là một độc sư, bất quá, bây giờ không phải là thời điểm giải thích những thứ này, nhanh trốn đi, nếu không chúng ta đều có thể chết ở chỗ này. Trận pháp lắc lư hai cái, tùy thời có thể tan vỡ, Trương Huyền tràn đầy sốt ruột. Độc sư, nhíu mày, Hứa trưởng lão vẫn gật đầu. Đúng vậy, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, trước chạy đi lại nói. Ân, Trương Huyền nói. Ta ở phủ thành chủ chờ thời gian lâu dài, đối với trận pháp nơi này đều rất quen thuộc, còn muốn làm phiền Hứa trưởng lão đi theo đằng sau ta. Nói xong không hề giải thích, vội vã đi thẳng về phía trước. Từ trong lòng lấy ra một dược vật nuốt xuống, sắc mặt của Hứa trưởng lão khôi phục thoáng một phát, đứng dậy, theo sát ở sau lưng. Đối phương nói là độc sư, tuy có chút không tin, nhưng mà giờ phút này không có lựa chọn tốt hơn. Đi theo sau lưng, xuyên thẳng qua phủ thành chủ. Gia hỏa kia không chỉ rõ địa hình như lòng bàn tay, nắm giữ trận pháp cũng cực kỳ đáng sợ, rất nhiều trận pháp không có khởi động nhẹ nhàng một chút, liền vận chuyển lên, ngăn tại Tử Diệp Vương đuổi sát theo ở đằng sau. Không lâu sau, bọn hắn rời phạm vi phủ thành chủ, kề sát mặt ngoài kiến trúc bay đi. Phi hành như vậy không dễ dàng bị phát hiện, càng thêm an toàn. Đã bay đại khái 20 hô hấp, ngừng lại ở trước một kiến trúc rộng lớn. Đây là Mạc Vân Hiên. Hứa trưởng lão sững sờ. Mạc Vân Hiên có tiếng ở Tĩnh Viễn Thành, hắn biết rõ, thậm chí đã tới mấy lần,
bị đối phương đuổi giết không nắm chặt thời gian đào tẩu đến nơi đây làm gì. Đối phương nắm phủ thành chủ trong tay, hiện tại đào tẩu, vô luận từ chỗ nào phi hành, dùng không được bao lâu đều bị phát hiện. Một khi bị vây, trốn cũng trốn không thoát, đã như vậy, còn không bằng trước tìm một chỗ ẩn núp, dưỡng tốt tổn thương lại nói. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, Trương Huyền nói. Không sai. Nghe được giải thích, Hứa trưởng lão nhịn không được nhẹ gật đầu. Đối phương nói không sai, hiện tại đào tẩu mà nói tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, một khi truy xét, rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó, người đang ở trên không trung, không còn các loại kiến trúc hiểm hộ, còn muốn đào tẩu liền khó khăn. Xem ra gia hỏa này, không chỉ đối với địa hình trận pháp hiểu rõ rất nhiều, tư duy cũng rất kín đáo. Trong lòng suy tư, đi theo sau lưng đối phương, rẽ vài cái, đi vào một tĩnh thất. Nơi đây có trận pháp, có thể ngăn cách hết thảy khí tức. Đây có thể tránh né một đoạn thời gian. Đi vào phòng, Trương Huyền nói. Đúng là tĩnh thất lúc trước hắn giáo huấn Hồ Vân Sinh, rất yên tĩnh, thích hợp tình huống trước mắt. Ân. Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng không có trực tiếp bắt đầu chữa thương, mà nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, hai mắt bắn ra tinh quang. Ngươi nói ngươi là độc sư, có huy chương đại biểu thân phận đẳng cấp không? Đối phương là cường giả thánh vực tứ trọng, vị trước mắt chỉ là tòng thánh, nhẹ nhõm cứu bản thân ra, nói không nghi ngờ đó là giả dối. Vô cùng có khả năng là đối phương cố ý làm ra cái bẫy, mục đích là để cho hắn mang theo tiến nhập độc điện. Không có. Trương Huyền lắc đầu. Ta chỉ là tự học, cho đến trước mắt, còn không có khảo hạch qua. Không có khảo hạch qua. Ánh mắt lóe lên, sắc mặt của Hứa trưởng lão trở nên âm trầm. Độc sư cũng có thể tự học, loại sự tình này, người lừa gạt người không hiểu còn nói qua được, nói với ta, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Học tập độc sư, cần cẩn thận nghiên cứu các loại độc vật, hơi có sai lầm sẽ bị hạ độc chết, ân sư truyền thụ, cũng thường xuyên xuất hiện sự tình chết người, tự học. Nói đùa gì vậy? Ta biết rõ ngươi không tin. Chứng kiến biểu lộ của đối phương, Trương Huyền rõ ý nghĩ của hắn, cười khổ lắc đầu. Không tin ta là độc sư, vậy cũng không có biện pháp, như vậy đi. Có dám cùng ta so đấu dùng độc không? Nếu như ngươi có thể thắng ta, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ chết ở trong tay ngươi. Nếu như ta thắng, hy vọng có thể đưa ta đến độc điện, khảo hạch đẳng cấp độc sư chính thức. Cùng ta tỉ thí. Ánh mắt nheo lại, Hứa trưởng lão nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đẳng cấp huy chương, cũng không nhất định có thể đại biểu thân phận, dù sao mình ngay cả đối phương là ai cũng không biết, vạn nhất chém giết một vị độc sư, giành được huy chương, hắn cũng không phân biệt ra được. Chân chính xác nhận thân phận, chỉ có một, đó chính là dùng độc. Chỉ cần đối phương thật biết dùng độc, đó chính là độc sư chính thức, đây là không thể giả dối. Tốt. Hứa trưởng lão gật đầu. Chương 1837, mùi vị không tệ một. Tỉ thí như thế nào? Ngươi tới định quy củ đi. Nghe hắn đồng ý, Trương Huyền nói. Lấy tính khí của đối phương, dùng sức mạnh mà nói, khả năng giết, cũng chưa hẳn có thể nói ra vị trí của độc điện, lại nói, vạn nhất nói ra giả dối, phiền toái tất nhiên càng nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là đối phương tin tưởng hắn là độc sư, tự mình mang theo. Lại nói tình huống của Ngụy Như Yên, chỉ sợ còn cần độc điện trợ giúp, tốt nhất không nên trở mặt. Tốt, tình huống hiện tại của ta, không có biện pháp phối trí độc dược, bất quá, trên thân có mấy loại dược vật, ngươi tùy tiện chọn một, nếu như có thể giải hết độc tính trong đó, ta liền thừa nhận ngươi là độc sư. Suy tư thoáng một phát, bàn tay của Hứa trưởng lão chảo một cái, trước mắt xuất hiện 8 bình sứ. Phía trên không có bất kỳ chú thích hay chữ viết, chỉ có phong ấn rườm rà, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra đến cùng chứa cái gì. Bất quá, Minh Lý chi nhãn chiếu xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có sát ý mênh mông, tựa hồ chỉ cần mở nắp bình, có thể để cho một phương sinh linh máu chảy thành sông. Kịch độc lợi hại, giống như linh dược, sẽ sinh ra linh tính đặc thù, một khi phóng xuất ra, không có giải dược đối ứng, sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp độc sư bị các loại chức nghiệp kinh sợ, là thế nhân không dung. Những thứ này đều là độc dược sấp 6 đỉnh phong. Trương Huyền nhìn qua, những bình sứ này đều đạt đến cấp 6 đỉnh phong, so với bọ cánh cứng lúc trước không yếu hơn chút nào. Đúng vậy, những dược vật này đều đạt đến cấp 6 đỉnh phong, ngươi tùy tiện lựa chọn một cái, chỉ cần ở trong vòng một canh giờ chế biến ra giải dược, ta liền thừa nhận ngươi là độc sư. Ánh mắt Hứa trưởng lão sáng ngời nói. Tốt, ta
ta xem trước một chút này là dược vật gì. Thấy quy tắc của đối phương cực kỳ đơn giản, không có do dự quá lâu, Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy bình sứ thứ nhất, tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn sang. Nhìn động tác của hắn, sắc mặt của Hứa trưởng lão âm trầm. Độc sư nghiệm độc, vì để tránh cho bản thân lọt vào ám toán, có trình tự cùng phương pháp đặc thù, ra hỏa trước mắt này, chẳng những một chút trình tự cũng không dùng, còn giống như thấy rượu ngon, mỹ thực, mở ra nắp bình kiểm nghiệm, cái mũi ngửi thoáng một phát. Đây là cảm giác mình mạng lớn, hay thật là cái gì cũng không hiểu. Coi như là một độc sư tam, tứ tinh, cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, làm ra loại sự tình ngây thơ này. Đang cảm thấy đối phương nhất định sẽ bị độc khí độc lật, chỉ thấy hắn đổ ngược bình, đổ ra một đống bột phấn bên trong, đặt ở lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê vê. Trên đầu Hứa trưởng lão gân xanh nhảy loạn. Đây quả thực là muốn chết, độc dược cấp 6 đỉnh phong đặt ở lòng bàn tay, xuyên thấu qua da, một khi xâm nhập kinh mạch, đừng nói một tòng thánh, coi như là thánh vực nhị trọng cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được. Nào có độc sư dùng loại phương pháp này kiểm nghiệm độc dược. Thật muốn như vậy, chỉ sợ độc điện mỗi kiểm nghiệm độc dược một lần, sẽ chết một đống. Sau mấy lần, cũng không cần danh sư xuất thủ, bọn hắn trước hết chết sạch. Đang muốn nhìn xem đối phương có thể bị tại chỗ độc chết hay không, chỉ thấy ra hỏa cách đó không xa, lấy ra một cái khăn vuông màu trắng, treo ở trước ngực, sửa sang lại tư thái thoáng một phát, giống như đi vào nhà hàng, lấy cái muỗng múc độc dược, chậm rãi chứa lên, bỏ vào trong miệng. Khóe miệng co lại, Hứa trưởng lão thiếu chút nữa ngất đi. Dùng ngón tay về độc dược, cũng rất quá phận, rất vi phạm nguyên tắc rồi. Trực tiếp nếm. Người đây là ngại chết chậm. Mấu chốt nhất là, trước người treo khăn vuông, sửa sang lại tư thái, lấy ra muỗng là cái quỷ gì. Ta là để ngươi giải độc, không phải để ngươi đi ăn cơm. Da đầu đang run lên, cân nhắc có muốn lấy ra giải dược cứu sống ra hỏa này hay không, chỉ thấy hắn vỗ miệng, có chút không hài lòng lắm nhìn qua. Hứa trưởng lão, người phối độc dược này, mùi vị không tốt lắm, vị rất kém cỏi, nhất là mùi vị, ta sợ rất nhiều người ăn một lần, sẽ không có hứng thú ăn lần thứ hai a, quá tệ. Thân thể nhoáng một cái, Hứa trưởng lão thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đại ca, đây là độc dược, không phải mỹ thực, ăn một lần liền ngoẻo rồi. Đâu còn có cơ hội lần thứ hai. Quá tệ, tệ muội muội ngươi a. Ăn độc dược, tùy thời bị độc chết, sợ hãi còn không kịp. Ai còn để mùi vị ở trong lòng. Đang cảm thấy nổi điên, chỉ thấy đối phương cũng không dừng lại, mà mở ra bình thứ hai, tiếp tục lấy dược vật ra ăn. Cái này mùi vị còn có thể, nếu có thể xào thoáng một phát, vị sẽ tốt hơn. Mở ra bình thứ ba. Cái này có chút ngọt, người có phải thêm mật ong hay không? Ai, ta không thích nhất mật ong, lần sau có thể cân nhắc thoáng một phát, thêm một ít cam thảo. Cái này hòa vào trong nước có lẽ vị không tệ. Lực lượng hơi sền sệt, khó coi. Mùi vị nha, phối hợp thịt nướng cùng mỹ tửu mà nói, ngược lại miễn cưỡng có thể ăn được, nhiều thì quá sức, dù sao theo ta mà nói, đồ vật sền sệt, ăn nhiều có chút buồn nôn. Một bên nếm, Trương Huyền một bên thành khẩn bình phẩm. Hứa trưởng lão túm lấy tóc. Hắn luyện chế độc dược đều có thể độc chết thánh vực nhất trọng đỉnh phong, sao đối phương ăn dễ dàng như vậy? Giống như cho hắn mỹ thực vậy. Chẳng lẽ những độc dược này thời gian thật dài không dùng đã mất đi hiệu quả. Không nên nha. Trong lòng kỳ quái, tiện tay cầm qua một bình vừa rồi đối phương đã ăn, dùng ngón tay dính một chút, đặt ở trong miệng. Phốc. Chương 1838, mùi vị không tệ 2. Dược vật mới tiến nhập cổ họng, liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tục run rẩy, kinh mạch toàn thân tựa hồ tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung. Vội vàng từ trong lòng lấy ra giải dược nuốt một viên. Lúc này mới cảm giác thư thái hơn rất nhiều, vẻ mặt tràn đầy run rẩy nhìn về phía ra hỏa cách đó không xa vẫn còn tiếp tục nhấm nháp độc dược. Vẻ mặt phát mộng. Rất nhanh, 8 bình độc dược, đối phương đều nếm một lần, biểu lộ say mê, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Như thế nào? Thật sự nhìn không được, Hứa trưởng lão hỏi. Vẻ mặt đối phương thành thật nhẹ gật đầu. Không hổ là độc dược cấp 6 đỉnh phong, ăn cũng không tệ lắm, đúng rồi. Cái cuối cùng nếu như có thể lại giòn một ít, vị nhất định sẽ rất tốt. Hứa trưởng lão cứng ngắc. Vì luyện chế những độc dược này, hắn hao tốn tinh lực cả đời, vốn tưởng rằng đã có những thứ này, hoàn toàn có thể rong ruổi thiên hạ, để cho vô số người kiêng kỵ, nằm mơ cũng không nghĩ đến thành điểm tâm ăn. Mấu chốt nhất là vừa ăn vừa nói mùi vị không tốt. Con mẹ nó,
những thứ này, thật sự là độc dược ăn sẽ chết. Ta thật là độc sư, hơn nữa là một vị độc sư rất lợi hại, không phải đầu bếp. Không để ý tới đối phương nổi điên, Trương Huyền lắc đầu. Vừa rồi cử chỉ cũng không phải hắn tận lực làm, trong cơ thể có thiên đạo chân khí, những dược vật này, đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, cẩn thận nhấm nháp mùi vị mà nói, hoàn toàn chính xác có không ít chưa đủ chỗ, cần sửa lại. Nếu như độc dược là để cho người khác ăn, vị ngon, ít nhất cũng sẽ khiến thời điểm người ta chết giảm bớt thống khổ một ít, không đến mức rất khó qua. Khục khục, ngươi, ăn nhiều độc dược như vậy, thật không có việc gì. Một lát sau, thấy tên trước mắt vẻ mặt say mê, không có chút dấu hiệu trúng độc nào, khóe miệng của Hứa trưởng lão co quắp này, nhịn không được hỏi. Không có việc gì à? Lúc này Trương Huyền mới hồi phục tinh thần. Thế nào, bây giờ có thể xác nhận ta là độc sư sao? Có thể, nếu như ngươi như vậy cũng không phải độc sư, ta có thể tự sát. Cười khổ một tiếng, Hứa trưởng lão lắc đầu. Lúc trước nghe đối phương nói, tự học thành tài, còn cảm thấy ăn nói bừa bãi. Tận mắt thấy đối phương ăn độc dược giống như ăn cơm, lập tức rõ. Gia hỏa này nhất định là tự học rồi. Có được thể chất bách độc bất xâm, thử bất luận độc dược gì cũng không sao, tự học cũng không coi vào đâu. Vậy là tốt rồi, mau chóng chữa thương đi, ta sợ nơi này giấu giếm không được bao lâu. Thấy đối phương thừa nhận bản thân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nơi đây có thể ngăn cách hết thảy khí tức, cực kỳ che giấu, nhưng có lẽ cũng giấu giếm không được bao lâu. Đuổi theo chỉ là chuyện sớm muộn. Nhất định phải mau chóng đi độc điện mới được. Ân, Hứa trưởng lão cũng hiểu rõ điểm ấy, nhẹ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra dược liệu, phối chế thành nước thuốc đặc thù, nuốt xuống dưới. Thủ đoạn chữa thương của hắn không giống y sư, luyện đan sư, người sau dùng chính là thuốc bổ, bổ sung thiếu hụt trong cơ thể, mà hắn dùng là kịch độc, lấy độc kích thích thân thể, để cho chân khí vận chuyển nhanh hơn, mau chóng khôi phục thương thế. Cả 200 sông đổ về một biển, nói không nên lời cái nào tốt hơn. Chỉ bất quá, người trước cố bản bồi nguyên, có thể làm cho người càng đi càng xa, đối với về sau có lợi, mà dùng độc kích thích, trong thời gian ngắn có thể cho người lực lượng đại tăng, cuối cùng sẽ làm bị thương căn bản. Thấy hắn dưỡng thương phải cần một khoảng thời gian, Trương Huyền cũng không thúc giục, rời đi tĩnh thất, lần nữa biến trở về bộ dáng, Tôn Cường, tìm Hồ Vân Sinh. Bẩm báo tiền bối, lúc trước. Thành chủ thả ra tin tức, ai dám cùng hắn tranh đoạt, chính là cùng phủ thành chủ đối nghịch. Vì vậy, cũng không có người mua sắm, có muốn ta tiếp tục tuyên truyền, qua mấy ngày mở lại một lần đấu giá hội hay không? Nhìn thấy hắn, vẻ mặt Hồ Vân Sinh lúng túng. Thành chủ thả ra tin tức, không ít người có hứng thú với địa tàng hoa cũng không dám xuất thủ, kết quả vật phẩm khác đều đấu giá đi, địa tàng hoa lại không người hỏi thăm. Không cần. Trương Huyền khoát tay áo. Đã tìm được độc sư, đấu giá dược liệu liền không còn ý nghĩa. Vâng. Hồ Vân Sinh gật đầu, đưa tới hộp ngọc chứa đựng địa tàng hoa. Tiếp nhận hộp ngọc, đang muốn nói gì, chỉ thấy một đám người đi nhanh tới, đi đầu đúng là Tử Diệp Vương lúc trước nhìn thấy ở phủ thành chủ. Lúc này, hắn đã ngụy trang thành bộ dáng nhân loại, không có minh lý chi nhãn, căn bản nhìn không ra kẽ hở. Hồ Hiên chủ, vị này chính là khách quý của phủ thành chủ, Tử Diệp tiền bối. Hắn có một đồ vật quý trọng bị người đánh cắp, hoài nghi người trộm đồ vật giấu ở nơi đây, vì vậy muốn điều tra thoáng một phát, mong người phối hợp. Một hộ vệ đi lên trước nói. Điều tra. Nhăn mày lại, sắc mặt của Hồ Vân Sinh xanh mét. Ở hắn xem ra, trộm đồ vật gì đều là lý do, chẳng lẽ đối phương mua không nổi địa tàng hoa, muốn đổi thành cường đoạt sao? Đúng vậy, hy vọng có thể phối hợp, nếu không, Mạc Vân Hiên sẽ rất phiền toái. Trong giọng nói của hộ vệ mang theo uy hiếp, tức giận sắp bạo tạc nổ tung, Hồ Vân Sinh đang không biết trả lời như thế nào, chợt nghe cách đó không xa Tôn Cường tiền bối nói. Vật phẩm quý trọng, mất đi hoàn toàn chính xác làm cho người sốt ruột, không biết là vật phẩm gì, nói nghe một chút, nói không chừng, chúng ta có thể hỗ trợ tìm được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn tiền bối mỉm cười, tràn đầy chân thành. Chương 1839, Tử Diệp Vương phát điên 1. Phần thành khẩn này, tựa hồ phát ra từ nội tâm, mang theo lực hấp dẫn thiên nhiên, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vật phẩm cũng không trọng yếu, chủ yếu nhất là hai tên gia hỏa kia, ở phủ thành chủ ăn cắp, nếu như không bắt lấy, về sau uy nghiêm của Tĩnh Viễn thành để vào đâu. Bị đối phương, chân thành, lây nhiễm, hộ vệ nhìn không được nói. Cũng đúng, ở phủ thành chủ ăn cắp,
hoàn toàn chính xác tội không thể thứ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngôn từ tràn đầy chính nghĩa. Bất quá, các ngươi cứ như vậy tìm kiếm, đối phương thật giấu ở chỗ này, tất nhiên đã hiểu rõ tình hình, gây chuyện không tốt sẽ lặng lẽ đào tẩu, như vậy đi, không bằng để cho Hồ Hiên chủ kích hoạt trận pháp chung quanh, làm cho đối phương trốn không có thể trốn, chúng ta lại tính toán khác. Cái này, hộ vệ không dám làm chủ, quay đầu nhìn về phía Tử Diệp Vương ở cách đó không xa. Ân, chần chừ một chút, Tử Diệp Vương gật đầu. Hai tên gia hỏa kia, đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm, tốt nhất có thể mở ra trận pháp cường đại nhất của Mạc Vân Hiên các ngươi, nếu không, ta sợ đối phương vẫn có thể nhẹ nhõm rời đi. Gia hỏa cứu Hứa trưởng lão kia, đơn giản liền cải biến trận pháp, hơn nữa kích hoạt, coi như là hắn cũng làm không được, chỉ từ điểm đó cũng có thể thấy được, khống chế trận pháp đã đạt đến tình trạng cực kỳ cao thâm, trận pháp thông thường, căn bản trói không được đối phương. Lợi hại như vậy đi, ta chỗ này vừa vặn có một trận bàn rất lợi hại, hiện tại liền kích hoạt. Mỉm cười, Trương Huyền nói. Trận bàn. Tử Diệp Vương nhíu mày. Là ta ở một lần thí luyện lấy được, đạt đến cấp 7, bình thường không dùng tới, ngươi đã nói hai kẻ trộm này lợi hại, dùng trận pháp này, ổn thỏa nhất. Trương Huyền gật đầu. Cấp 7. Ánh mắt của Tử Diệp Vương sáng lên. Loại trận bàn cấp bậc này, một khi khởi động, coi như là hắn, muốn chạy ra cũng khó khăn, chỉ là Mạc Vân Hiên lại có thứ này, khó trách có thể có nhiều bảo vật như vậy đấu giá. Quả nhiên không thể khinh thường. Đúng vậy. Đáp một tiếng, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, một cái trận bàn xuất hiện ở lòng bàn tay, chân khí mãnh liệt quán thâu vào trong, một hồi nổ vang, chung quanh lập tức bị sương mù bao phủ. Lợi hại. Đồng tử của Tử Diệp Vương co rụt lại. Mặc dù trận pháp này chỉ là mê trận đơn giản, lại hết sức củng cố, coi như là hắn toàn lực xuất thủ, muốn phá vỡ, không có hơn 10 phút cũng không thể làm được, dùng để đối phó thánh vực nhị, tam trọng, căn bản không cách nào chạy trốn. Đợi một lát lục soát hai tên gia hỏa kia xong, cái trận bàn này chung một chỗ đoạt luôn. Ánh mắt lóe lên. Hắn là dị linh tộc, vốn cùng nhân loại không đội trời chung, một khi tìm được hai tên gia hỏa kia, không cần phải tiếp tục ngụy trang, trước đoạt lấy thứ tốt lại nói. Nếu lúc trước ở phủ thành chủ có thứ này, hai người kia làm sao có thể đào tẩu? Trận pháp này không tệ, mang người của chúng ta đi tìm đi. Suy tư thoáng một phát, Tử Diệp Vương khoát tay áo nói. Trận pháp bao phủ xuống, nếu như hai gia hỏa đào tẩu kia thực ở trong Mạc Vân Hiên mà nói, tuyệt đối trốn không thoát, nhưng sương mù lớn như vậy, người của hắn khẳng định cũng tìm không thấy, nhất định phải có người dẫn đường mới được. Tốt! Trương Huyền nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng. Hồ Vân Sinh, mang bằng hữu của phủ thành chủ đi tìm kiếm khắp nơi. Đúng rồi, thuận tiện chuẩn bị chút rượu ngon tới đây, ta cùng vị Tử Diệp tiền bối này ở đây chờ các ngươi. Vâng! Tuy không biết Tôn Cường tiền bối vì sao đối với lời của đối phương nói gì nghe nấy, nhưng biết rõ nghe lời khẳng định không sai, nhẹ gật đầu, mang theo rất nhiều hộ vệ đi thẳng về phía trước. Phương hướng bọn hắn tiến lên, sương mù tự động tản ra, tựa như có người chỉ dẫn. Mau chóng tìm người là tốt rồi, rượu và thức ăn gì gì đó coi như xong. Tử Diệp Vương khoát tay áo. Ai, sao có thể được, có thể làm cho thành chủ Tôn xưng một tiếng tiền bối, đưa hộ vệ cho ngươi thống lĩnh. Địa vị tự nhiên tôn sùng, chúng ta chỉ làm việc buôn bán, đương nhiên phải sớm kết giao một phen. Trương Huyền cười cười. Trận bàn là hắn khống chế, để cho người đi nơi nào, đều ở một ý niệm, không lâu sau, Chu Khiếu liền bưng rượu và thức ăn tới. Tiền bối, mời. Rót đầy rượu, trong mắt Trương Huyền tràn đầy thành khẩn. Ân. Vốn không muốn uống, nhưng thấy ánh mắt của đối phương sạch sẽ thuần khiết, không có chút giả bộ nào. Lúc này mới nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên. Bất quá dù vậy, thần thức vẫn lan tràn nhìn Tử Thủy, dò xét một chút. Một lát sau, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hơi có xấu hổ. Trải qua dò xét, hắn phát hiện trong Tử Thủy này, vấn đề gì cũng không có, đối phương là chân tâm thật ý mời hắn uống rượu, mà hắn lại nghi thần nghi quỷ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung niên nhân ở đối diện đã uống một hơi cạn sạch. Như thế nào, rượu này không hợp khẩu vị. Nếu không ta sai người đổi thoáng một phát. Thấy hắn không uống, Trương Huyền nhìn qua. Không cần. Nhẹ nhàng cười cười, Tử Diệp Vương uống một hơi cạn sạch. Với hắn mà nói, một chén rượu mà thôi, không nói trước đã dò xét ra không có độc. Cho dù có độc, lấy thực lực của hắn, cũng có thể đơn giản áp chế, sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Hào khí.
Thấy hắn uống xong, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 1840, Tử Diệp Vương phát điên 2. Còn là Tử Diệp Vương sảng khoái, không giống Thủy Diệp Vương lúc trước, ta khuyên cả buổi, miệng lưỡi sắp nói nứt ra, mới miễn cưỡng uống một chén nhỏ, phiền toái chết. Thủy Diệp Vương vừa buông chén rượu xuống, liền nghe nói như thế, đồng tử của Tử Diệp Vương co rụt lại, biến sắc. Ngươi là ai? Hộ vệ chỉ nói cho đối phương biết, hắn là Tử Diệp tiền bối, cũng không nói Tử Diệp Vương. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối phương còn nói Thủy Diệp Vương. Đồng bạn của mình vừa bị người chém giết, gia hỏa này nói ra tên, còn uống một chén rượu. Chẳng lẽ có liên hệ gì? Ngồi xuống, chớ khẩn trương, cùng lắm thì giống như Thủy Diệp Vương, bị lộng chết mà thôi, có gì phải vội chứ? Trương Huyền khoát tay áo, tiếp tục rót rượu. Ngươi, Thủy Diệp Vương là ngươi giết, ngươi là danh sư thất tinh kia. Đồng tử co rụt lại, Tử Diệp Vương chỉ cảm thấy được toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đối phương có thể chém giết Thủy Diệp Vương, tự nhiên cũng có thực lực chém giết hắn, người mạnh như thế gần trong gang tấc, lại có thể không phát hiện chút nào, quả thực không thể tin được. Cái gì danh sư thất tinh, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao, cứu đi Hứa trưởng lão cũng là ta. Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy không vui nhìn qua, cơ bắp cốt cách toàn thân nhúc nhích, một lần nữa biến thành bộ dáng của hộ vệ. Ngươi, ngươi, chết cho ta. Tử Diệp Vương phát điên, gào thét một tiếng. Mãnh liệt đứng dậy, bàn tay vỗ xuống, tính toán bổ ngã xuống đất. Đường đường dị linh tộc thanh điền nhất mạch, một trong thập đại vương giả, lại bị một nhân loại trêu đùa hí lộng như thế, còn không có phát hiện, hắn cũng cảm thấy sắp nổ tung. Ai, người trẻ tuổi, chính là thiếu kiên nhẫn. Thấy đối phương xuất thủ, Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không thấy có bất kỳ động tác, Tử Diệp Vương ở đối diện sắc mặt trắng nhợt, thân thể liên tục run rẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Từng ngụm thổ huyết. Vừa rồi uống chén rượu kia, ẩn chứa thiên đạo chân khí của hắn, tiến nhập trong cơ thể, dĩ nhiên biến thành kịch độc. Ngươi hạ độc. Hiểu được, thân thể Tử Diệp Vương liên tục run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, không hạ độc, ngươi cho rằng ta một tòng thánh, có thể đánh qua được ngươi. Dầm ào ào. Đang khi nói chuyện, hai cái chén rượu bị rót đầy, tử thủy óng ánh, không có rơi vãi ra một giọt. Tòng Thánh, ngươi, là Tòng Thánh. Tử Diệp Vương không thể tin được. Nếu như nói đối phương là danh sư thất tinh, thua ở trong tay cũng nhận, một Tòng Thánh khiến bản thân trúng độc. Điều này sao có thể? Ta chỉ có bấy nhiêu thực lực, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Trương Huyền lắc đầu. Tòng Thánh, làm sao có thể giết Thủy Diệp Vương? Ta không tin. Tử Diệp Vương gào thét. Coi như là Thủy Diệp Vương trúng độc, là cường giả thánh vực tứ trọng. Sử dụng bí pháp nguyên thần xuất khiếu, chém giết cực kỳ nhẹ nhõm, làm sao có thể bị chém giết, ngay cả tin tức cũng không có truyền ra. Đừng có gấp, không riêng gì Thủy Diệp Vương, Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương cũng đều bị ta giết chết, không có gì lớn. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ để các ngươi đoàn tụ. Bưng lên một ly rượu, Trương Huyền uống một ngụm, thản nhiên nói. Ngươi, phốc, thân thể Tử Diệp Vương nhoáng một cái. Thủy Diệp Vương bị giết. Hắn tận mắt nhìn thấy thi thể, giờ phút này nghe được Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương lại cũng đã chết. Thiếu chút nữa trực tiếp điên rồi. Thanh Điền thập đại vương giả, không người nào không là thế hệ uy danh hiển hách, đừng nói một đế quốc nhất đẳng nho nhỏ như Hồng Viễn, coi như là Thanh Nguyên phong hào đế quốc, cũng không ai dám khinh thường. Không nói tàn sát hàng loạt dân trong thành, ít nhất có thể giết thiên hôn địa ám, nhân loại không biết làm thế nào. Hiện tại tứ đại vương giả tiêu phí trả giá cực lớn đi ra. Cái gì cũng chưa làm, liền ngoẻo ba cái. Nghe khẩu khí, đều hao tổn ở trong tay Tòng Thánh này, thật hay giả. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, biết rõ đối phương có thể nói ra tên, tất nhiên 89 phần 10 là thật, Tử Diệp Vương không dám dừng lại, thân thể chuyển một cái, muốn đào tẩu. Kim, Thanh, Thủy ba đại vương giả, từng cái thực lực đều không yếu hơn hắn chút nào, kết quả đều hao tổn ở trong tay đối phương, không cảm giác mình có thể chém giết. Còn không bằng trước đào tẩu lại nói. Còn độc trong cơ thể, chỉ cần chạy thoát, tổng có biện pháp giải quyết. Đi, ta cũng bố trí trận pháp, hiện tại đi, có phải có chút quá không lễ phép rồi hả? Lắc đầu, Trương Huyền lần nữa xoa xoa tay. Tử Diệp Vương vừa bay không xa lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, từ không trung rớt xuống, người ở dưới đất liên tục run rẩy. Trốn không thoát, cùng lắm thì cùng chết. Cảm nhận được kịch độc trong cơ thể liên tục xé rách. Tùy thời có thể tử vong,
Tử Diệp Vương biết chắc trốn không thoát, cắn răng một cái, lần nữa lao đến trung niên nhân. Nếu như trốn không thoát, vậy ngọc nát đá tan. Vì sao các người đều ưa thích đồng quy vô tận vậy nhỉ? Thở dài một tiếng, vẻ mặt Trương Huyền phiền muộn. Cái gọi là Thanh Điền Thập Đại Vương giả này, đã giết ba cái, từng cái đều muốn đồng quy vô tận. Thật sự là không hề có ý mới. Mấy người các ngươi, đi lên trước móc đồ vật trong miệng hắn ra, sau đó đập cho một trận lại nói. Ngón tay câu câu, lập tức 7-8 khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt, nhắm Tử Diệp Vương vọt tới. Dị linh tộc, không đúng, đây là khôi lỗi. Chứng kiến mấy gia hỏa xông lại, thân thể Tử Diệp Vương run lên. Có thể làm cho nhiều khôi lỗi dị linh tộc như vậy hộ giá, đây không phải đãi ngộ vương giả nên có sao. Đến cùng ngươi là vương giả dị linh tộc, hay là ta? Như thế nào ta người cô đơn, một thuộc hạ cũng không có, bần hàn như vậy. Chương 1841, Tử Diệp Vương thần phục một. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cũng không có lưu cho hắn quá nhiều thời gian phiền muộn, rất nhiều khôi lỗi nghe được mệnh lệnh, gào thét lên vọt lên. Đổi lại lúc trước, đối diện với mấy khôi lỗi thánh vực tam trọng này, Tử Diệp Vương còn có thể ngăn cản một chút, hiện tại thân chúng kịch độc, căn bản ngăn cản không nổi, không lâu sau, vẻ mặt liền tràn đầy dấu chân, đầu xương giống như dưa hấu, bình tĩnh nằm trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, tùy thời có thể ngủm. Bưng rượu ngon, Trương Huyền đi vào trước mặt, nhìn chằm chằm tên trước mắt, mang theo yêu nhã. Làm thú sủng của ta, có thể tha chết cho ngươi. Có kinh nghiệm của mấy vương giả trước đến xem, làm cho đối phương hàng phục khả năng không lớn, nhưng mà cũng có thể thử một chút. Vạn nhất thành công, có một thánh vực tứ trọng dị linh tộc làm hạ nhân, năng lực bảo vệ tính mạng nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó cũng có thể hiểu rõ thêm bí mật của đối phương, biết rõ vì sao bọn hắn phái ra nhiều vương giả như vậy, lại vì sao nhất định muốn tìm kiếm được vị trí độc điện. Ngươi, nằm mơ. Nghe được yêu cầu này, Tử Diệp Vương tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắp bạo tạc nổ tung. Hắn đường đường vương giả, đối phương lại muốn mình làm thú sủng. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Vậy được rồi. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Hung hăng đánh cho ta. Đối với dị linh tộc, hắn không có bất kỳ hảo cảm, càng không có chút đồng tình, nếu như không thể dùng, giết là được. Bành 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 bành. Rất nhiều khôi lỗi đi lên lại là một hồi quyền đấm cước đá, không dùng bao nhiêu thời gian, khuôn mặt của Tử Diệp Vương liền trắng bệch, ngay cả khí lực nói cũng không có. Lần này Trương Huyền hấp thụ giáo huấn lúc trước, sớm phong ấn huyệt vị của đối phương, để cho nguyên thần không cách nào thoát ly, bởi như vậy, sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lại đánh một lát, thấy Tử Diệp Vương tùy thời có thể tử vong, lúc này Trương Huyền mới sai đám khôi lỗi dừng tay, bàn giao một câu. Ngoan nhân, giao ra hỏa này cho ngươi, nhất định phải thẩm vấn rõ ràng mục đích bọn hắn tìm kiếm độc điện. Nếu như ngoan nhân có phương pháp chỉnh đốn bọn hắn, mình liền chẳng muốn lại đi siêu hồn. Dù sao thực lực của đối phương vượt qua bản thân quá nhiều, cưỡng ép siêu hồn mà nói, đối với vu hồn cũng có tổn thương thật lớn. Yên tâm đi, thiếu chủ. Thanh âm của ngoan nhân vang lên, ngay sau đó một ngón tay đột ngột xuất hiện, thẳng tắp điểm tới trước mắt Tử Diệp Vương. Đây là khí tức của linh tộc hoàng giả. Cảm nhận được lực lượng trên xương ngón tay, trước mắt Tử Diệp Vương choáng váng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương ngón tay này đáng sợ, tuyệt đối đạt đến hoàng giả. Đường đường hoàng giả, lại có thể nhận ra hỏa này làm thiếu chủ. Đừng giết ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Biết rõ một khi rơi xuống trong tay vị hoàng giả này, không chết cũng kém không nhiều lắm, Tử Diệp Vương vội vàng cắn răng nói. Tuy nhận nhân loại làm chủ, bị trong tộc biết được, tất nhiên chết không có chỗ chôn, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn khác. Không đáp ứng, nhất định sẽ giống như Kim, Thanh, Thủy ba đại vương giả, bị chém giết. Nguyên thần cũng không hết đào thoát. Nhận chủ mà nói, có lẽ còn có thể sống sót. Nhận ta làm chủ. Trương Huyền sững sờ, vốn không có ôm hy vọng rất lớn, không nghĩ tới đối phương lại có thể đồng ý, nhẹ nhàng cười cười, gật đầu. Hiến tế linh hồn đi. Muốn triệt để khống chế đối phương, chỉ có nắm giữ linh hồn của đối phương ở trong tay mình. Vâng. Vẻ mặt Tử Diệp Vương tràn đầy đắng chát, bất quá, thân là vương giả dị linh tộc. Gặp qua sóng to gió lớn, nếu như làm ra quyết định, không có quá nhiều do dự, tinh thần khẽ động, nguyên thần trong cơ thể phân liệt ra một phần, từ mi tâm bay ra ngoài. Vu hồn của Trương Huyền thò ra, để nguyên thần vào trong đầu. Trong nháy mắt, tư duy thậm chí ý tưởng của đối phương rõ ràng có thể thấy được,
chỉ cần có bất luận phản kháng gì, có thể đơn giản chém giết. Vu hồn thật cường đại, chẳng lẽ chủ nhân không phải độc sư, mà là vu hồn sư? Trương Huyền cảm nhận được tư duy của đối phương, nguyên thần của Tử Diệp Vương cũng đã nhận ra vu hồn của hắn cường đại. Tòng Thánh liền có hồn phách cường đại như thế, ngoại trừ vu hồn sư, như thế nào cũng nói không thông. Chỉ là, vu hồn sư không phải sớm đã diệt sạch sao? Vị chủ nhân này như thế nào nhận được truyền thừa, hơn nữa tu luyện hồn phách đáng sợ như thế? Mấu chốt nhất là, hắn không phải độc sư sao? Chẳng lẽ độc sư cùng vu hồn sư có thể đồng thời kiêm tu? Chủ nhân, hiện tại ta đã triệt để thần phục, có thể giải kịch độc trong cơ thể ta hay không? Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải thời điểm hỏi thăm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đắng chát, Tử Diệp Vương quỳ gối trên mặt đất nói. Vừa rồi hắn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, chưa bao giờ thấy qua kịch độc trong cơ thể, trên thân mang những giải dược kia, chỉ sợ không có một cái nào có thể sử dụng. Nếu như thần phục ta, độc tự nhiên không chỉ là độc. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền nhướng mày. Ầm ầm. Tử Diệp Vương lập tức cảm thấy kịch độc lần nữa sôi trào lên, biến sắc, đang muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện thương thế trên người, ở dưới kịch độc thoải mái, mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cái này, cả người Tử Diệp Vương hóa đá rồi. Vừa rồi kịch độc ngay cả hắn cũng không thể chống lại có thể nháy mắt biến thành thánh dược chữa thương vô thượng. Nhất niệm thành độc, nhất niệm thành thuốc, chẳng lẽ đối phương là một vị độc sư vượt qua thất tinh? Thực muốn như thế, thì thật là đáng sợ. Loại độc sư cấp bậc này một khi tiến nhập chiến trường ngoại vực, toàn bộ thanh điền nhất mạch sẽ bị độc giết, một cái cũng đừng nghĩ sống. Trong quá trình khiếp sợ, mặc dù thương thế của thân thể không có hoàn toàn khôi phục, cũng đã không ảnh hưởng hành tẩu. Chứng kiến khôi phục nhanh như vậy, lúc này Tử Diệp Vương mới chân tâm bái phục, quỳ rạp xuống đất. Chương 1842, Tử Diệp Vương thần phục 2. Chủ nhân, về sau xưng hô ta là thiếu chủ đi. Trương Huyền khoát tay áo. Người đã thần phục ta, báo cáo thân phận chân thật cũng không sao, kỳ thật. Ta là một danh sư. Danh sư. Ngây người tại nguyên chỗ, Tử Diệp Vương thiếu chút nữa hôn mê. Đã đoán đối phương là độc sư, là vu hồn sư, kết quả lại. Nói cho hắn biết, là một danh sư. Lúc nào danh sư cũng tu vu hồn, luyện độc rồi hả? Mấu chốt nhất là, danh sư không phải đều là chính nhân quân tử, làm việc quang minh lỗi lạc, chiến đấu đường đường chính chính sao? Lúc nào trở nên hèn mọn bỉ ổi như vậy, lặng lẽ dẫn mình dính câu, lừa gạt mình thảm như vậy? Vô sỉ như vậy, coi như là danh sư, cũng hẳn là giã đạo, không chiếm được danh sư đường nhận thức a. Đang phỏng đoán, chợt nghe thiếu chủ tiếp tục nói. Thân phận của ta là Hồng Viễn Đế Quốc danh sư học viện viện trưởng. Phốc, nhất thời nhìn không được, Tử Diệp Vương phun ra một ngụm máu tươi. Từ tiết điểm Hồng Viễn Đế Quốc tiêu phí cái giá lớn đi ra, tự nhiên biết rõ vị viện trưởng này ở toàn bộ đế quốc đại biểu ý nghĩa như thế nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là người đức cao vọng trọng, bảo thủ nghiêm túc, kết quả không nghĩ tới là một gia hỏa hèn mọn bỉ ổi, vô sỉ, vì mục đích không từ thủ đoạn. Mấu chốt nhất còn kiêm tu độc sư. Vu hồn sư. Rút cuộc là danh sư học viện mắt bị mù, hay là suy nghĩ của hắn đã theo không kịp thời đại hả? Tốt rồi, người tiếp tục ngụy trang thành nhân loại đi. Không biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền giới thiệu xong bản thân, phân phó nói. Mới vừa rồi bị khôi lỗi điên cuồng đập một trận, bản thân bị trọng thương, đã giải trừ ngụy trang, biến trở về bộ dáng dị linh tộc. Ở trong mê trận cấp 7, người khác nhìn không thấy cũng may, một khi đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục, vẫn là ngụy trang bộ dáng nhân loại cho thỏa đáng. Vâng, Tử Diệp Vương nhẹ gật đầu, bàn tay vừa thô vừa to ở chảo trước ngực một cái, một đạo hào quang lập lòe dựng lên, toàn thân bao phủ ở bên trong, một lát sau biến thành bộ dạng nhân loại lúc trước. Người ngụy trang dựa vào cái này. Chứng kiến cử động của hắn, Trương Huyền kỳ quái. Đối phương cũng không phải giống như hắn, dựa vào cơ bắp cốt cách nhúc nhích để hoàn thành ngụy trang. Mà là sử dụng pháp bảo đặc thù nào đó. Đây là chúng ta hiến tế linh thần, lấy được khuy áo ngụy trang, chỉ cần huyết mạch đạt đến vương tộc, có thể nhẹ nhõm kích hoạt, ngụy trang thành nhân loại, danh sư cũng rất khó nhìn ra. Tử Diệp Vương không dám giấu giếm. Linh thần. Nhướng mày, Trương Huyền nhìn lại. Lúc trước là chưa từng nghe nói qua thứ này. Là thần linh linh tộc chúng ta cung phụng, chúng ta đúng là ở dưới bọn hắn chỉ dẫn tìm đến nơi này. Tử Diệp Vương nói. Ngươi nói,
tìm được danh sư đại lục là thần của các ngươi chỉ dẫn. Vốn tưởng rằng dị linh tộc tiến công nhân loại là chủng tộc tranh đấu, xem ra cũng không phải như thế, mà cùng vị linh thần này có quan hệ. Vâng, những thứ này ta cũng là nghe Thanh Điền Hoàng nói, chuyện cụ thể đã qua thật lâu, không thể nào khảo cứu. Bất quá chỉ cần chúng ta hiến tế đủ nhiều hồn phách cùng thi thể danh sư, thì có thể đạt được ban thưởng phong phú, cái khuy áo ngụy trang này chính là hiến tế có được. Tử Dương Vương nói. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, biết rõ những chuyện này cách hắn còn có chút xa xôi, coi như đối phương nói cũng nói không rõ ràng, không hề truy vấn, tiếp tục hỏi. Tại sao các ngươi phải tìm kiếm độc điện? Nếu như mục đích của dị linh tộc là nhân loại, trực tiếp tiến công Hồng Viễn Hoàng thất thì tốt rồi, phái ra hai vị vương giả, trăm cay nghìn đắng tìm kiếm độc điện là vì cái gì? Bẩm báo thiếu chủ, chúng ta phát hiện một di tích, trong đó vô cùng có khả năng có được bảo vật phá vỡ phong ấn thông đạo. Một khi có thể thu hoạch, tộc nhân chúng ta có thể đại quy mô tiến nhập nơi đây, một lần nữa đoạt lại địa phương chúng ta mất đi. Tử Diệp Vương giải thích. Bất quá, chỗ di tích kia thực sự quá nguy hiểm, lúc trước chúng ta phái ra vài vị vương giả đều bị vây khốn ở trong đó, đến bây giờ còn không có đi ra. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, độc điện có thể sẽ có bản đồ chi tiết ở chỗ kia. Vì vậy Thanh Điền Hoàng phái hai người chúng ta tới đây, nghĩ biện pháp lẫn vào độc điện, tìm địa đồ. Địa đồ, di tích. Cau mày, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Chẳng lẽ các ngươi nói di tích này ở Hỏa Nguyên Thành? Lúc trước lão viện trưởng đã từng nói, hắn muốn đi di tích, liên lụy rất lớn, độc điện có địa đồ, nhưng không có thời gian đi tìm. Bây giờ gia hỏa này cũng nói tương tự, chẳng lẽ cả hai là chung một chỗ di tích? Ân, là ở Hỏa Nguyên Thành. Tử Diệp Vương nhẹ gật đầu. Đang muốn hỏi thăm thiếu chủ làm sao biết được, vừa nghĩ tới hắn là danh sư học viện viện trưởng, lập tức giật mình. Lực lượng vô cùng trung kiên của nhân tộc, nếu như cũng không biết tin tức này, khẳng định sớm đã bị linh tộc bọn hắn chiếm lĩnh, cũng không trở thành đến bây giờ, bọn hắn còn ở vùng đất lạnh giá, không cách nào trở về. Thì ra là thế. Nghe được xác nhận, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nếu quả thật liên lụy đến bảo vật phá vỡ tiết điểm phong ấn, khó trách lão viện trưởng không quan tâm, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn tiến đến. Bởi vì một khi đối phương thành công, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, vô cùng có khả năng là tai nạn thật lớn. Chương 1843, đi độc điện 1. Lại hỏi thăm một lát, đối phương hiểu rõ di tích ở Hỏa Nguyên Thành cũng không nhiều lắm, biết có hạn, thấy từ trong miệng hắn cũng không cách nào biết được càng nhiều tin tức, Trương Huyền lắc đầu. Lúc này, ngoan nhân cũng từ nguyên thần của Thủy Diệp Vương thẩm vấn ra tin tức, cùng đối phương nói không kém nhiều, chỉ là đối với cái gọi là địa đồ kia, hiểu rõ kỹ lưỡng hơn một ít. Nghe nói hơn 2.000 năm trước, chỗ di tích kia chủ động xuất hiện, nhiều mặt cướp đoạt, cuối cùng rơi vào trong tay độc điện. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, độc điện cũng không phái người tiến đến tìm tòi, hơn nữa bọn hắn luôn đóng cửa tự phong, dần dà, đối với tin tức này, rất nhiều người đã quên lãng. Dị linh tộc cũng là nhiều mặt tìm hiểu mới biết tin tức, mấy phen bố cục, lúc này mới tìm đúng cơ hội, phái ra hai đại vương giả, không nghĩ tới hai người này, ngay cả bóng dáng độc điện cũng không nghe được, liền ngã quỵ ở trong tay mình. Vậy mục đích của Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương là gì? Nếu như mục đích của bọn hắn là địa đồ, như vậy Kim, Thanh hai vị vương giả, tự nhiên cũng có mục đích, chỉ là còn chưa bắt đầu, đã bị bản thân giết chết, đến bây giờ không biết bọn hắn muốn làm gì. Mục đích của bọn hắn là, vì chém giết danh sư học viện viện trưởng, cũng chính là thiếu chủ ngươi, chế tạo náo động, làm cho không người nào rảnh chú ý chúng ta. Sắc mặt của Tử Diệp Vương đỏ bừng, nói. Giết ta. Trương Huyền ngẩn ngơ. Lúc trước một mực nghi hoặc, không nghĩ tới là vì đối phó mình, xem ra may mắn sớm phát hiện giết chết, nếu không, bị hai đại thánh vực tứ trọng đánh lén, gây chuyện không tốt sẽ vẫn lạc a. Có thể tưởng tượng. Hơn 200 dị linh tộc thánh vực cấp phối hợp hai thánh vực tứ trọng, một khi xuất hiện ở Hồng Viễn Thành, tất nhiên gây ra động tĩnh thật lớn, Thanh Nguyên Phong Hào Đế quốc danh sư Đường, cũng có thể cuốn vào trong đó, khả năng thật không có người lại tiếp tục để ý sự tình di tích, để cho bọn hắn đơn giản thực hiện được. Vâng, thấy vẻ mặt của thiếu chủ ngốc trệ, trong lòng Tử Diệp Vương bất đắc dĩ. Khả năng Kim, Thanh là trong Thanh Điền thập đại vương giả chết biệt khuất nhất. Tiến đến giết người. Kẻ bị giết ngay cả biết rõ cũng không biết liền giết ngược, ngẫm lại cũng đủ bi thúc. Được rồi, bọn hắn cũng coi như chết rồi. Muốn giết bản thân, rồi lại chết ở trong tay mình, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Ta có một không gian, người đi vào trước.
nên hỏi hỏi xong, Trương Huyền không nói thêm lời, bàn tay chiêu một cái, thu tử Diệp Vương vào Thiên Nghĩ Phong xào. Thật vất vả để cho Hứa trưởng lão tin tưởng mình là độc sư, lại mang ra hỏa này ở người, đoán chừng nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin tưởng a. Vẫn trước thu lại cho thỏa đáng. Vù vù. Lấy đi tử Diệp Vương, bàn tay của Trương Huyền chảo một cái, triệt bỏ thất tinh mê trận, đám người Hồ Vân Sinh còn chưa đi xa, an bài bắt lại hộ vệ của đối phương, viết phong thư, phái người đưa đến Hồng Viễn Hoàng Thành cùng danh sư đường, lúc này mới đi tới tĩnh thất. Sự tình Tĩnh Viễn Thành thành chủ cấu kết dị linh tộc, để Ngọc Thần Thanh đau đầu đi thôi, còn xử lý như thế nào, cũng không liên quan tới hắn. Có thể đoán trước, chỉ cần thư tịch đưa đến, vị thành chủ ngang ngược càn rỡ này, tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Trở lại tĩnh thất, chỉ thấy thương thế trên người Hứa trưởng lão đã khôi phục không sai biệt lắm, tinh, khí, thần cả người cũng trở nên càng thêm mượt mà, bất quá sắc mặt còn có chút trắng bệch, tựa hồ hồn phách chịu tổn thương thật lớn. Tinh thần khẽ động, một con bọ cánh cứng xuất hiện ở lòng bàn tay đưa tới. Vừa rồi ta lại đi phủ thành chủ một chuyến, lặng lẽ lấy cái này trở về. Bọ cánh cứng này là đối phương lấy tinh huyết nuôi nấng, một khi mất đi, tất nhiên hao tổn thật lớn, sau khi thu phục tử Diệp Vương, liền lấy trở về. Còn đối phương có thể xác nhận bọn hắn giấu ở Mạc Vân Hiên, khẳng định có quan hệ thứ này, nếu không Tĩnh Viễn Thành lớn như vậy, ở đâu cũng không đi, hết lần này tới lần khác điều tra chỗ này. Cái này, nhãn tình sáng lên, Hứa trưởng lão lộ ra vẻ kích động, vội vàng tiếp nhận. Đa tạ, đây là bản mệnh độc trùng của hắn. Một khi tử vong, coi như không chết cũng chóc lớp ra, vốn tưởng rằng, rơi xuống trong tay đối phương, khó có thể cầm lại, không nghĩ tới, vị trước mắt này mạo hiểm hỗ trợ lấy tới. Phần ân tình này, để cho hắn cảm động. Ngươi, không có bị thương chứ? Thu hồi bỏ cánh cứng, Hứa trưởng lão tràn đầy quan tâm nhìn lại. Vị cường giả kia đáng sợ, hắn là tận mắt nhìn thấy, từ trong tay đối phương thu hồi thứ này, độ khó to lớn, khó có thể tưởng tượng. Yên tâm đi. Ta không sao. Khẽ cười, thân thể Trương Huyền đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt trắng nhợt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ thương thế quá nặng, có chút không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Vị bằng hữu này, Hứa trưởng lão cả kinh, vội vàng nâng dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng cảm kích. Vì giúp mình thu hồi bỏ cánh cứng, bất kể nguy hiểm, loại nhân phẩm này làm cho người bội phục. Mấu chốt nhất là, thương thế nặng như vậy. Vì sợ bản thân lo lắng, lại còn nói không bị thương. Vị độc sư này thật sự là người tốt có thể kết giao, đáng giá dùng tính mạng phó thác. Vội vàng từ trong lòng lấy ra một ít độc dược chữa thương, cho vị trước mắt này dùng, thấy thần sắc của hắn chậm chạp chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây chúng ta ngốc không nổi nữa, nắm chặt thời gian rời đi đi. Điều tức một lát, Trương Huyền thở ra một hơi. Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu. Chương 1844, đi độc điện 2. Nếu như không lấy bỏ cánh cứng mà nói, đối phương sẽ cho rằng hai người đã trốn xa, tìm tòi bốn phương tám hướng. Mà bây giờ, khẳng định đã biết rõ bọn hắn vẫn còn ở Tĩnh Viễn Thành, thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm mà nói, liền đơn giản hơn nhiều. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian hay không? Dừng lại một lát, Hứa trưởng lão nhìn qua. Tuy trốn chạy để khỏi chết tương đối trọng yếu, nhưng nếu thương thế của đối phương bởi vậy nặng thêm mà nói, hắn nhất định sẽ áy náy cả đời. Không sao, thương thế của ta còn có thể thừa nhận, rời nơi đây trước lại nói, đến độc điện, lại chậm rãi trị liệu cũng không muộn. Che ngực, vẻ mặt Trương Huyền hiên ngang lẫm liệt nói. Vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát. Thương nghị xong, hai người lặng lẽ đi ra tĩnh thất, trượt ra ngoài thành, không lâu sau, liền ra khỏi cửa thành. Dọc theo núi rừng ngoài thành rời đi một hồi, đi vào một khe núi, ngẫu nhiên chứng kiến một thánh thú cực lớn xuất hiện ở cách đó không xa. Đây là thánh thú của độc điện chúng ta, lúc ta cùng Tiết trưởng lão đến cưỡi nó. Nói đến đây, Hứa trưởng lão dừng lại một chút, thần sắc có chút đau thương. Tiết trưởng lão trong miệng hắn, chính là gia hỏa hơi nhỏ gầy kia, tại phủ thành chủ, vì cứu hắn bị tử Diệp Vương đánh gục. Tiết trưởng lão là vì cứu ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể bình an trở lại độc điện, coi như là không có phụ tâm huyết của hắn. Trương Huyền an ủi. Ân. Biết rõ ý của hắn, Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Hai người ngồi lên thánh thú, thẳng tắp bay về phía Long Thương Hải. Long Thương Hải là hải phận lớn nhất của Hồng Viễn Đế Quốc, phạm vi bao trùm hơn 10 vạn dặm,
trong đó sinh tồn linh thú đều đạt đến thánh vực tam tứ trọng, cực kỳ đáng sợ, luôn là cấm địa của tu luyện giả. Bọn hắn cưỡi thánh thú này, là một rực long thú thánh vực nhất trọng trung kỳ, không am hiểu tốc độ lắm, nhưng mà sức chịu đựng tuyệt đối vô cùng tốt. Phi hành cả buổi, liền chứng kiến hải dương mênh mông xuất hiện ở trước mắt, bầu trời xanh thẳm cùng nước biển dập dờn, ở phía xa dựa sát vào, giống như tiến nhập một họa quyển. Nhìn thời gian dài, sẽ cho người rộng rãi, hào khí sinh vân. Trên đường đi độc điện, tổng cộng bố trí 27 độc trận, coi như là thánh vực nhị trọng tam trọng tùy tiện tiến nhập, cũng bị đơn giản độc chết. Đứng ở trong nhà gỗ trên lưng thánh thú phi hành, Hứa trưởng lão nhìn nước biển trước mắt nói. 27 độc trận. Trương Huyền líu lưỡi. Ân, chung quanh độc trận, là sao huyệt của thánh thú thánh vực tam trọng, một khi tránh né độc trận, sẽ lâm vào công kích của bọn nó. Tu luyện giả tìm kiếm độc điện, hầu như đều chết hết, hàng năm số lượng cũng không thấp hơn mấy trăm. Nói đến đây, Hứa trưởng lão lắc đầu. Hàng năm, không dưới mấy trăm. Trương Huyền lại càng hoảng sợ. Dám đi tìm kiếm độc điện, thực lực khẳng định sẽ không kém quá nhiều, ít nhất đều đạt đến thánh vực. Nhân vật như vậy, một năm tử vong mấy trăm, mặc dù không phải độc sư tự mình hạ thủ, lại cùng bọn họ có quan hệ thật lớn. Khó trách cái chức nghiệp này để cho nhiều người sợ hãi cùng kính sợ như vậy, hoàn toàn chính xác làm cho người khủng bố. Độc điện ẩn núp che giấu như vậy, truyền thừa như thế nào kéo dài? Nhíu mày, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Từng chức nghiệp đều cần nhân tài hậu bối bổ sung, độc điện ẩn núp sâu như vậy, rất nhiều người tìm cũng tìm không đến, làm sao bái sư truyền thừa, để cho chức nghiệp kéo dài xuống. Đệ tử truyền thừa, trên cơ bản đều là người độc điện chúng ta đi ra ngoài tìm, phàm là chứng kiến có thiên phú đều thu làm môn hạ. Đương nhiên cũng có một phần là thu dưỡng cô nhi, để cho bọn họ từ nhỏ tiếp xúc kịch độc, có thể sống sót, mới có tư cách bái sư. Hứa trưởng lão giải thích. Trương Huyền nhíu mày. Làm như vậy có chút tương tự dưỡng cổ, đặt tất cả cổ trùng ở chung một chỗ, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng thắng được là vương giả. Một đám cô nhi cho tới bây giờ không có đụng qua độc, đột nhiên tiếp xúc, tử thương nhất định không thể tránh được, xem ra vì bồi dưỡng một độc sư, không biết cần bao nhiêu tính mạng chôn vùi. Ngươi không được truyền thừa, lại làm sao đi vào chức nghiệp độc sư này? Giải thích xong, Hứa trưởng lão nhìn lại. Coi như đạt được độc sư truyền thừa. Cũng chưa hẳn có thể làm được bách độc bất xâm, vị trước mắt này cho tới bây giờ không có đi qua độc điện, lại có thể làm được điểm ấy, dùng độc so với hắn cũng không kém chút nào, rút cuộc là làm sao làm được. Kỳ thật, ta từng dạo qua độc điện, bất quá không phải nơi đây, mà là một địa phương nhỏ bé ở Hiên Viên Vương Quốc, gọi là Hồng Liên Sơn Mạch. Về sau rời đi chỗ đó, một mình lưu lạc, dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được một quyển độc đạo bí tịch, chậm rãi nghiên cứu, mới tới tình trạng bây giờ. Trương Huyền thuận miệng nói. Nếu như nói cho tới bây giờ không có nhận qua truyền thừa, thì đến được loại trình độ này, đổi lại ai cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy trong lời nói có thật có giả, làm cho đối phương khó có thể phân biệt. Bí tịch, có thể làm cho ngươi đạt tới thực lực như thế, xem ra bí tịch này không đơn giản. Tán dương một tiếng, Hứa trưởng lão nhịn không được nhìn lại. Không biết có thuận tiện, cho ta mượn quyển bí tịch này quan sát một chút hay không, yên tâm, ta có thể không mở ra. Chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xuất từ vị đại sư nào mà thôi. Cái này, khóe miệng Trương Huyền co lại. Hắn chỉ là nói bậy, ở đâu có bí tịch gì. Chẳng lẽ, đối phương lần nữa sinh ra hoài nghi với hắn. Chương 1845, Khảo Hạch Độc Sư Phương Pháp 1. Nếu như bất tiện, không nhìn cũng được. Thấy hắn mặt lộ vẻ khó khăn, Hứa trưởng lão lắc đầu. Cũng không phải bất tiện, mà là truyền thừa bất tiện thiết ra. Như vậy đi, ta có thể nói rõ tri thức trụ cột nhị tinh trở xuống ở bên trong thoáng một phát, có lẽ Hứa trưởng lão có thể thông qua cái này, đoán ra lai lịch của bí tịch. Thấy đối phương chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không phải truy xét, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Bí tịch hắn căn bản không có, đối với tri thức về độc, cũng chỉ dừng lại ở nhị tinh, sở dĩ có thể làm cho đối phương cảm thấy cực kỳ đáng sợ, là vì thiên đạo chân khí bách độc bất xâm. Bởi vậy, muốn giảng giải độc kỹ cho hắn. Có thể nói hoàn toàn là thường dân, nhưng muốn giảng giải tri thức trụ cột nhị tinh trở xuống, có thể cam đoan, không ai có thể thắng được. Tốt! Ánh mắt của Hứa trưởng lão sáng lên. Rất nhiều truyền thừa, đúng là bất tiện thiết ra, nếu không, sư đạo cũng sẽ không được tôn sùng như thế. Đối phương không muốn nói, có thể lý giải, còn dưới nhị tinh, thuộc về trụ cột, nói lên một ít, ngược lại không ảnh hưởng chút nào.
Căn cứ quyển sách kia giải thích, độc là một loại thuốc, nói trắng ra, kỳ thật cũng là vì điều hòa âm dương cùng ngũ hành của nhân thể, ngũ hành như ý, bách độc bất xâm. Thiên đạo độc công nhị tinh ở trong đầu nhảy ra, Trương Huyền giải thích. Cái này. Vừa mới bắt đầu cảm thấy trụ cột nhị tinh trở xuống không có gì, nghe xong một lát, sắc mặt của Hứa trưởng lão thay đổi, kích động đến thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Tri thức của đối phương là thân thể người lấy âm dương ngũ hành tới cấu tạo lần nữa, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể phục dụng kịch độc mà không tổn thương. Nghe nói qua hạ độc chết người, nhưng nghe nói qua hạ độc chết ông trời sao? Đối phương thuận miệng giảng giải tri thức trụ cột, trực chỉ áo nghĩa thâm ảo nhất của độc sư, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, trở thành tiên thiên độc thể là điều chắc chắn. Tuy hiện tại hắn đã không thể sửa đổi công pháp, nhưng có thể đoán được, tri thức này một khi tiết ra, tất nhiên gây nên dung chuyển thật lớn, gây chuyện không tốt, toàn bộ độc điện sẽ bị lật úp. Độc, có thể cứu người, có thể trị bệnh, có thể trở thành thuốc bổ, chỉ cần tồn tại ở tâm, vận dụng thỏa đáng, cũng có thể trở thành một trợ lực. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Càng nghe càng cảm thấy say mê, nắm đấm của Hứa trưởng lão không tự chủ được siết chặt. Sở dĩ độc sư bị người làm cho sợ hãi, cũng là bởi vì thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, chẳng biết lúc nào sẽ bị hạ độc chết, nếu quả thật có thể giống như đối phương giảng giải, vận dụng ở chính đạo, chưa hẳn không thể để cho chức nghiệp này lại thấy ánh mặt trời, giống như những chức nghiệp khác, thản nhiên hành tẩu ở danh sư đường, được che chở, mà không phải hiện tại chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Nghĩ vậy, lần nữa nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa, Hứa trưởng lão như là nhìn một bảo tàng khổng lồ. Tốt rồi, ta chỉ hiểu như vậy. Tri thức nhị tinh trở xuống, tùy tiện giảng giải một phen, Trương Huyền vừa dừng lại, liền chứng kiến ánh mắt Hứa trưởng lão tràn đầy lửa nóng, nhịn không được cúi đầu nhìn quần áo trước ngực, bề ngoài giống như. Không có lộ hàng a. Không có lộ hàng, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nghe xong tiết học, chẳng lẽ còn có thể thay đổi giới tính? Coi như là danh sư, cũng không có chức năng này a. Khục khục. Chứng kiến động tác của hắn, Hứa trưởng lão biết mình thất thố, bị nước miếng sặc một cái, thần sắc ngưng trọng. Tôn độc sư, phần bí tịch này của ngươi, thực sự quá kinh thế hãi tục, tốt nhất đừng nói cho những người khác, nếu không, ta sợ. Gặp được nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần là độc sư, ai không muốn bách độc bất xâm? Ai không muốn chế biến ra độc dược càng cường đại hơn? Nếu để những người khác biết rõ, gia hỏa này có được bí tịch lợi hại như thế, thất phu vô tội hoài bích có tội. Chỉ sợ sẽ bị các loại ám toán, vô cùng nguy hiểm. Trương Huyền gật đầu. Độc sư không giống danh sư, chú trọng thân phận, chú ý quy củ, một khi thực cho người khác biết rõ, bản thân nắm giữ công pháp lợi hại như thế, đánh lén, hạ độc đều là nhẹ, gây chuyện không tốt, còn sẽ quang minh chính đại xuất thủ cướp đoạt. Bất quá, mục đích của hắn chỉ là vì nhìn nhiều thư tịch, cứu chữa Ngụy Như Yên, người độc điện thức thời không tìm phiền toái mà nói, ở chung thật tốt, không coi vào đâu. Nếu không biết tốt xấu, cùng lắm thì hạ độc chết toàn bộ, cũng coi như vì dân trừ hại. Còn nữa, thể chất của ngươi bách độc bất xâm, cũng phải ngụy trang một chút, không nên đơn giản biểu hiện ra cho những người khác nhìn. Chần chừ một chút, Hứa trưởng lão nói tiếp. Nếu không, nhất định sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Ân, Trương Huyền đáp một tiếng. Cũng đúng, hắn không phải tiên thiên độc thể, lại bách độc bất xâm, đổi lại ai cũng sẽ hoài nghi, xem ra mình đi độc điện. Phải điệu thấp một ít. Bất quá làm như vậy, cũng phù hợp tính cách của hắn, bản thân hắn chính là người điệu thấp mà không ưa thích khoe khoang. Ta đối với khảo hạch độc sư, không hiểu rõ lắm, không biết khảo hạch như thế nào. Còn nữa, chỉ cần khảo hạch thông qua, có thể tùy ý quan sát tất cả thư tịch của độc điện sao? Lại hàn huyên một lát, Trương Huyền hỏi. Lần này đi tới, mục đích lớn nhất là tìm sách nhìn, chỉ cần có thể đọc sách, cái khác đều dễ nói. Khảo hạch độc sư, tương đối phức tạp, cũng không phải đơn giản có thể chế biến ra đẳng cấp độc dược đối ứng, mà là hạ độc, chương 1846, khảo hạch độc sư phương pháp 2. Hứa trưởng lão nói, hạ độc, Trương Huyền nghi hoặc, ân, tựa như ngươi, khảo hạch độc sư lục tinh, có thể chế biến ra độc dược cấp 6 không coi vào đâu, chủ yếu nhất là, có thể hạ độc người đồng cấp bậc, thậm chí cao hơn một cấp bậc, mà không bị phát hiện. Lúc này mới được cho là độc sư chính thức. Hứa trưởng lão giải thích. Ý của ngươi, chẳng lẽ còn có so đấu hạ độc? Đúng vậy, nếu như khảo hạch độc sư lục tinh, sẽ phải khiêu chiến độc sư lục tinh, song phương thi triển bản lĩnh hạ độc,
nếu như độc của ngươi không làm bị thương đối phương, ngại ngùng, không cách nào thông qua. Nếu như làm bị thương đối phương, mới tính khảo hạch thành công. Hứa trưởng lão nói, độc, thứ này không dễ dàng khống chế như vậy, vạn nhất bị độc chết rồi. Thì làm sao bây giờ? Trương Huyền kỳ quái. Độc, thuộc về không thể khống chế, dùng quá tay, rất dễ dàng hạ độc chết, dùng ít, khả năng chuyện gì cũng không có, tỉ thí cái này. Có phải quá nguy hiểm hay không? Bị độc chết, chỉ có thể nói bản thân học nghệ không tinh, không trách được người khác. Lắc đầu, hứa trưởng lão thở dài một tiếng. Khảo hạch độc sư, chính là tàn khốc như vậy. Không nghĩ tới một lần khảo hạch độc sư, liền trải qua một lần sinh tử, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhìn xa. Không biết hứa trưởng lão có thể giới thiệu cho ta thoáng một phát, tình huống của Hồng Viễn Đế Quốc độc điện không? Đối với độc điện này, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như có thể sớm biết rõ một ít tin tức, cũng có thể có chút ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Cái này đơn giản. Hứa trưởng lão cười cười. Độc điện phân bộ ở Hồng Viễn, kỳ thật là một phân bộ cấp 7, không chỉ có độc sư lục tinh, điện chủ càng có được thực lực thất tinh, nói cách khác, nếu như ngươi có thể thắng được điện chủ, độc lật, có thể trực tiếp khảo hạch độc sư thất tinh. Ngoại trừ điện chủ, toàn bộ độc điện còn có 3 vị phó điện chủ thất tinh, còn dư lại là 22 vị trưởng lão lục tinh đỉnh phong, ta cùng tiết trưởng lão ngay ở trong đó. Còn độc sư lục tinh trở xuống, chừng mấy vạn. Mấy vạn? Trương Huyền ngẩn ngơ. Vốn tưởng rằng loại gia hỏa dùng độc này, số lượng sẽ không nhiều, không nghĩ tới lại có thể so với một danh sư học viện. May mắn bọn hắn đều đứng ở một chỗ không đi ra, nếu không, đừng nói Tĩnh Viễn Thành, toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc cũng lộn xộn. Ngoại trừ độc sư, còn dư lại chính là 3 đại điện, một là tàng thư điện. Bên trong có được tất cả bí tịch của độc điện trên vạn năm nay, số lượng kinh người. Muốn trở thành độc sư, không ngừng tiến bộ, chỉ có thể liên tục học tập. Hai là thí độc điện, phối chế độc dược cần vô số dược liệu, nếu như toàn bộ sử dụng đồ thật, cho dù có cả dược sơn, cũng không đủ tiêu xài, nơi này có trận pháp đặc biệt, có thể chuẩn xác mô phỏng đặc tính của mỗi một cây dược liệu, ở chỗ này thử độc, có thể giảm bớt dược vật hao tổn. Cái cuối cùng là tỉ thí điện, độc sư cũng giống như tu luyện giả, đồng dạng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, muốn giải quyết thì tới nơi này, một khi đã tiến hành sinh tử đấu, hoàn toàn có thể sử dụng độc dược tiến hành quyết đấu. Tuy được xưng tỉ thí, kỳ thật, cũng là địa phương độc sư tử vong nhiều nhất. Hứa trưởng lão lắc đầu. Ngoài 3 đại điện, là 2 cấm địa, thứ nhất là điện chủ lăng. Là địa phương chứa đựng di thể của các thời kỳ điện chủ, chỉ có điện chủ mới có thể tiến nhập, những người khác đi vào chính là phá hủy quy củ, sẽ bị tươi sống độc chết. Thứ hai là dược điền, nơi đây gieo trồng vô số dược liệu, muốn sử dụng, cần sớm xin, không thể tùy ý tiến nhập, nếu không, đồng dạng sẽ bị giết chết. Những thứ khác đều bình thường, lấy thực lực của ngươi, cùng năng lực bách độc bất xâm, là không cần lo lắng. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Độc sư thất tinh, 3 đại điện, 2 đại cấm địa. Hắn chỉ là đọc sách mà thôi, ngoại trừ tàng thư điện, những thứ khác có lẽ sẽ không đi. Tốt rồi, kỳ thật độc điện cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ cần là độc sư, mọi người còn rất hữu hảo. Huống chi ngươi đối với ta còn có ân cứu mạng. Hứa trưởng lão cười cười. Độc điện, độc sư ở trong mắt người khác vô cùng khủng bố, trên thực tế mọi người ở chung đều rất vui vẻ. Tuy giữa bằng hữu cũng sẽ ngẫu nhiên hạ độc nhau vui đùa một chút, bình thường đều sớm chuẩn bị giải dược, không ảnh hưởng chút nào. Lại hỏi thăm một ít sự tình về độc điện, hứa trưởng lão xác nhận thân phận độc sư của hắn, cũng không có gì có thể giấu giếm, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Nửa buổi sau, Trương Huyền đối với độc điện ở Hồng Viễn Đế Quốc đã hiểu rõ rất nhiều. Nói là phạm vi Hồng Viễn Đế Quốc, kỳ thật nơi đây được cho là độc điện lợi hại nhất của toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc, nguyên nhân chính là như thế, mới có độc sư thất tinh tọa chấn. Toàn bộ độc điện, không chỉ có độc sư, độc dược, còn có rất nhiều độc trùng, độc thảo, thậm chí ở trong nước uống, cũng vô cùng có khả năng có độc. Đổi lại người khác, hứa trưởng lão nhất định sẽ nhắc nhở nhiều hơn, nhưng mà vị trước mắt này bách độc bất xâm, ăn độc dược cấp 6 đỉnh phong cũng giống như ăn điểm tâm. Nhắc nhở hay không nhắc nhở cũng không sao cả. Dù sao lại độc không chết. Tốt rồi, đã đến độc điện. Bay trọn vẹn 2 ngày, đột nhiên hứa trưởng lão đứng dậy, chỉ về phía trước, Trương Huyền ngẫu nhiên nhìn lại chỉ thấy hải dương mênh mông, một vòng mặt trời chiếu rọi, làm ánh mắt có chút choáng váng. Thánh thú phi hành chuyển một cái, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mắt.
hòn đảo này lại bị một đại trận ẩn nấp bao phủ, nếu như không phải có người dẫn đầu, căn bản không thể tìm được. Chương 1847, Hồng Viễn Độc Điệt 1. Đường kính của hòn đảo chừng trên 100 dặm, từ xa nhìn lại, xanh biếc, tràn đầy các loại thực vật cao lớn, dưới trận pháp bao phủ, linh khí nồng đậm, thỉnh thoảng có thánh thú lợi hại bay múa. Hòn đảo trên 100 dặm, có thể che giấu toàn bộ, người bố trí đại trận này, thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn thất tinh. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Trương Huyền nhịn không được nói. Bây giờ hắn là trận pháp sư lục tinh đỉnh phong, muốn bố trí ra trận pháp lớn như thế cũng rất khó làm được, vị tiền bối thành lập độc điện ở chỗ này nên mạnh bao nhiêu. Tông sư khai phái của Hồng Viễn Độc Điện, không chỉ là một vị độc sư thất tinh, càng là một vị trận pháp đại tông sư thất tinh đỉnh phong, mặc dù là hắn, vì bố trí đại trận này, cũng hao tốn trọn vẹn hơn 50 năm. Nhìn ra khiếp sợ của hắn, Hứa trưởng lão cười nói. 50 năm, khóe miệng Trương Huyền co lại. Từ khi xuyên Việt đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một năm, 50 năm thời gian, chỉ vì một cái trận pháp, đánh chết cũng sẽ không đi làm. Đúng vậy, trận pháp này lấy núi lửa dưới mặt đất làm lực lượng, làm cho cả hòn đảo, giấu ở trong mặt biển bao la, nếu như tìm không thấy cửa vào, coi như là bay qua phía trên, cũng chỉ chứng kiến một mảnh đại dương mênh mông. Hắn tràn đầy tự hào. Lúc trước có không ít danh sư thất tinh, thậm chí trận pháp sư đi ngang qua nơi đây, cũng không có phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, độc điện mới giữ vững truyền thừa vạn năm, không có bị một lần công kích. Lợi hại. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hoa văn trong mắt nhúc nhích, nhìn sang đại trận trước mắt. Không thể không nói đối phương xếp đặt thiết kế vô cùng tốt, mượn nhờ hòn đảo được trời ưu ái, cùng với hoàn cảnh chung quanh, trận pháp che giấu kết hợp hoàn mỹ. Coi như là minh lý chi nhãn, cũng chỉ chứng kiến đại khái, trong thời gian ngắn, không cách nào phân tích ra phương pháp phá giải. Thật muốn phá giải mà nói, cần nghiên cứu ít nhất hơn 10 phút thời gian. Một trận pháp có thể làm cho hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy, đã coi như cực kỳ nghịch thiên. Đi xuống đi. Chứng kiến khiếp sợ trên mặt hắn, Hứa trưởng lão cười cười, khống chế thánh thú phi hành chậm rãi bay về phía hòn đảo. Hơn 10 phút sau, rơi xuống ở trên một đài cao thật lớn. Hứa trưởng lão. Mấy thanh niên tiến lên đón, chứng kiến từ trong phòng đi ra không phải Tiết trưởng lão, mà là một trung niên nhân chưa từng gặp qua, tất cả đều tràn đầy kỳ quái. Vị tôn độc sư này là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi an bài ở lại trước. Hứa trưởng lão quay đầu bàn giao. Hiện tại ta muốn đi gặp điện chủ. Vâng, nghe được là ân nhân cứu mạng của Hứa trưởng lão, mấy thanh niên lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, lộ ra vẻ kính sợ, đồng loạt gật đầu đáp ứng. Trương độc sư, người trước theo bọn họ tìm địa phương ở lại, ta đi tìm điện chủ trước, nói rõ chi tiết sự tình ở Tĩnh Viễn Thành thoáng một phát. Đi về phía trước hai bước, Hứa trưởng lão truyền âm cho Trương Huyền. Người độc điện có khả năng tính khí có chút không tốt, bất quá, tất cả mọi người bội phục thực lực mạnh, nếu như đến chỗ ở, có người tìm phiền toái, quyết không thể lưu tình. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Một trưởng lão bị giết chết, hoàn toàn chính xác nên báo cáo điện chủ. Còn có người muốn tìm phiền toái mà nói, hắn cũng không có ý định làm người thành thật. Ta sẽ bẩm báo điện chủ chuyện của ngươi, sau đó giúp ngươi xin khảo hạch độc sư. Nói xong, Hứa trưởng lão vội vã đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát liền biến mất ở trước mắt. Tôn độc sư, mời qua bên này. Thấy hắn rời đi, mấy thanh niên đi tới trước mặt. Cũng không nhiều lời, Trương Huyền theo sau lưng mấy người này, đi nhanh tới. Cách đài cao không xa, là một thành trấn thật lớn, các loại kiến trúc như rừng, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, bảo trì hình thái vài ngàn năm trước. Trên đường phố người đến người đi, làm cái gì cũng có, tựa như một thành thị thật lớn. Trong lúc hành tẩu, ngẫu nhiên có thể chứng kiến trong phòng ven đường bay ra sương mù nhàn nhạt, mùi không tệ, nhưng ngửi một cái, sẽ khiến người cảm thấy đầu mê muội, hôn mê buồn ngủ. Không cần nhìn đã biết rõ, bên trong tất nhiên ẩn chứa kịch độc. Không chỉ có những thứ này, ven đường thỉnh thoảng bò qua độc trùng, độc xà, màu sắc tươi đẹp, sắc thái sặc sỡ, nhìn chằm chằm người đi đường, tựa hồ tùy thời có thể phát động công kích, nếu như không phải độc sư, lần đầu tiên chứng kiến những thứ này, cũng có thể bị dọa ngất đi. Yên tâm đi, những độc trùng này, sẽ không dễ dàng cắn người. Nhìn ra sự lo lắng của hắn, một thanh niên cười giải thích, bất quá lời còn chưa dứt, chợt nghe phía trước có tiếng kêu thảm, một trung niên nhân chạy tới, mà trên mông của hắn còn treo một con độc xà. Hàm răng sắc nhọn cắn vào trong thịt, chết sống cũng không buông ra.
Ta bà ngoại ngươi, đây là rắn nhà ai? Không lên tiếng, hôm nay ta lấy về lột ra hầm canh. Dám ăn rắn của ta, có tin hiện tại ta liền hạ độc chết ngươi hay không? Ngay sau đó, lại một âm thanh gào thét vang lên, một bóng người lao ra, cùng gia hỏa vừa rồi bị rắn cắn đánh nhau. Cái này, những độc trùng kia bình thường đều rất hữu hảo. Vừa nói không cắn người, liền xuất hiện một màn này, thanh niên hơi lúng túng, vội vàng giải thích. Yên tâm đi, tuy độc trùng không quá đáng tin, độc sư chúng ta thông thường kính trọng lẫn nhau, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ân, nhẹ gật đầu, Trương Huyền còn chưa bước ra, chợt nghe trong đường đi có tiếng gầm gừ càng thêm to rõ vang lên. Chương 1848, Hồng Viễn Độc Điệt 2. Con mẹ nó, là ai hạ độc ở trên gối của lão nương? Tốt nhất đừng để cho ta điều tra ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Tiếng nói kết thúc, liền từ trong phòng lao ra một phu nhân mặt bánh bao. Người này dáng người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà mặt lại sưng như dưa hấu, thậm chí không ít địa phương bắt đầu chảy mủ, dữ tợn giống như cương thi mới từ trong mộ địa bò ra. Người nào hạ độc ở trong món canh của ta? Dám ở trong giày của lão tử phóng độc trùng, chán sống sao? Dám nhét thuốc trong lỗ mũi của ta, có tin ta băm vằm ngươi hay không? Thanh âm liên miên không dứt, ngẫu nhiên chứng kiến từng gia hỏa bị độc đến hình thù kỳ quái từ trong phòng lao ra. Vừa nói hữu hảo liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, trên mặt thanh niên có chút lúng túng. Khục khục, bọn hắn đều là đùa giỡn, hơn nữa là thí nghiệm dược vật bản thân vừa mới chế biến ra, không ảnh hưởng chút nào, không ảnh hưởng chút nào. Không ảnh hưởng chút nào, vậy bọn họ là... Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc chỉ về phía trước, mọi người liền chứng kiến hai vị độc sư đánh hừng hực khí thế, hận không thể xé nát ăn tươi đối phương. Thanh niên. Dọc theo đường cái đi trong chốc lát, Trương Huyền liền nhìn minh bạch. Độc sư không có nhiều quy củ như danh sư đường, chỉ cần chế biến ra độc dược mới, cơ bản đều cầm người bên cạnh làm thí nghiệm, có đôi khi hôm nay chứng kiến người đó là một bộ dáng này, ngày mai chứng kiến sẽ là bộ dáng khác, thậm chí sẽ bị độc cải biến giới tính. Nguyên nhân chính là như thế, ở chỗ này, người có thể sẽ phát hiện hàng xóm của mình hôm nay là lão đầu, ngày mai là trung niên, ngày kia liền biến thành tiểu nương tử nũng nịu, càng có khả năng qua mấy ngày, biến thành quái thú toàn thân bao lớn. Đương nhiên, nếu như hỏi tính danh mà nói, vô cùng có khả năng là cùng một cái, chẳng qua là phục dụng dược vật bất đồng, bị độc được cải biến hình dạng mà thôi. May mắn đều là độc sư, nếu chạy đến Hồng Viễn Thành làm như vậy, đoán chừng dùng không được bao lâu, sẽ bị người đang sống đánh chết. Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng chính là ở chỗ này mới làm như vậy, Hồng Viễn Thành có danh sư đường, có danh sư học viện, loại hành vi chưa được đồng ý liền hạ độc lung tung, là vi phạm quy củ, một khi phát hiện, có 10 cái mạng cũng chưa đủ giết. Hỗn loạn như thế, Hứa trưởng lão rõ ràng còn nói khoác mà không biết ngược, nói đều rất hữu hảo. Mỗi ngày bị hạ độc hoàn toàn thay đổi, hôm nay ngủ, liền không biết ngày mai tỉnh lại sẽ bị người nào hạ độc, mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Đây cũng gọi là hữu hảo. Tốt rồi, Tôn độc sư, người trước hết ở chỗ này đi. Đi trong chốc lát, chứng kiến vô số gia hỏa kỳ kỳ quái quái, thanh niên ngừng lại. Trương Huyền nhìn lại, là một tiểu viện sạch sẽ, tuy kiến trúc thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng mà bốn phía không có tiếng động lớn huyên náo như lúc trước, cực kỳ yên tĩnh. Tốt, dù sao ở đây dạo chơi một thời gian khẳng định không dài, đối với chỗ ở cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đang muốn đẩy cửa đi vào tiểu viện, chỉ thấy mấy thanh niên đi tới. Lý Viên, vị này vô cùng lạ mặt a, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây là Hứa trưởng lão mới từ bên ngoài mang đến. Thanh niên đưa Trương Huyền tới, tên Lý Viên nói. Hứa trưởng lão mang tới, chẳng lẽ muốn thu làm đệ tử? Có thể làm cho người bảo thủ này động tâm, thiên phú nhất định không kém, tới, để cho ta nhìn xem có phải có bổn sự này hay không. Người thanh niên này nhẹ nhàng cười cười, ngón tay búng, một đạo bụi mù thẳng tắp lao đến Trương Huyền. Lưu Húc, không nên làm ẩu, vị tôn độc sư này không phải đệ tử của Hứa trưởng lão. Lý Viên giải thích một tiếng, bất quá, lời nói còn chưa nói xong, sương mù đã đi tới trước mặt Trương Huyền, muốn ngăn trở cũng ngăn không được. Đang muốn nhắc nhở thoáng một phát, để cho hắn cẩn thận, chỉ thấy trung niên nhân dung mạo xấu xí kia nhẹ nhàng cười cười, giống như huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt Lưu Húc. Bành! Thanh âm cốt cách bị đánh nát vang lên, Lưu Húc ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Liền bay ra ngoài, thẳng tắp treo ở trên chạc cây cách đó không xa, hôn mê bất tỉnh.
À, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Tất cả mọi người là độc sư, dựa theo tình huống bình thường, đối phương dùng độc đánh lén, ngươi cũng nên dùng phương thức giống nhau tiến hành đánh trả, kết quả ra hỏa này không nói hai lời, một quyền đánh bay người. Không khỏi quá bạo lực à. Ngươi, thân là độc sư, lại có thể dùng loại man lực này giải quyết sự tình, quả thực có nhục nhã nhặn. Một thanh niên ở sau lưng Lưu Húc đi tới, phất tay, ngôn từ chính nghĩa nhìn qua. Ta và ngươi chỉ so dụng độc, ngươi có dám tiếp? Lời còn chưa dứt, liền chứng kiến một bàn chân thẳng tắp đạp tới khuôn mặt. Bành! Giống như Lưu Húc, kêu thảm cũng không kịp, bay rớt ra ngoài, treo ở trên chạc cây cách đó không xa. Ngươi! Còn lại mấy thanh niên sắc mặt đều đại biến, rõ ràng đã khiêu chiến hắn dùng độc, gia hỏa này còn không theo như lẽ thường an bài. Chung một chỗ động thủ. Một vị trong đó hô lên. Bành 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 bành. Mấy hơi thở sau, mấy thanh niên vừa rồi khí thế hung hăng tới, tất cả đều treo ở trên cây. Cái này. Đám người Lý Viên trợn mắt há hốc mồm. Chương 1849, lặng lẽ lẻn vào thượng. 1. Độc điện luôn dùng trình độ độc kỹ luận cao thấp, mọi người bình thường luận bàn đều là dùng độc, ra hỏa trước mắt này, một lời không hợp liền đá bay người. Không khỏi có chút quá bạo lực à. Tôn độc sư, ngươi, quá lỗ mãng. Sau khi khiếp sợ, như nhớ tới cái gì, sắc mặt Lý Viên trở nên có chút khó coi. Bọn họ đều là thuộc hạ của Đoạn Nhân sư huynh, đả thương người của hắn, hắn nhất định sẽ mất hứng. Đúng vậy, Đoàn sư huynh luôn bao che khuyết điểm, hơn nữa tính cách dữ dằn, người đắc tội hắn, phiền toái rất lớn. Một thanh niên khác sắc mặt cũng khó coi. Vừa rồi nếu vị tôn độc sư này ẩn nhẫn, cùng lắm thì làm cho đối phương độc thoáng một phát, sự tình sẽ trôi qua, hiện tại tốt rồi, đánh người thành cái dạng này, Đoàn sư huynh tất nhiên sẽ không vui. Đến lúc đó đến tìm phiền toái, ai có thể chống lại? Đoàn sư huynh, thấy bọn họ sợ như vậy, Trương Huyền nhìn lại. Đoạn Nhân sư huynh là đệ tử thân truyền của Minh Chân Phó Điện Chủ, sớm đã đạt đến thánh vực nhất trọng hậu kỳ, càng là độc sư lục tinh. Ở trong tu luyện giả thế hệ thứ hai của độc điện, thuộc về mạnh nhất, bởi vậy được chúng ta tôn xưng một tiếng sư huynh. Lưu Húc này, đúng là thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Lý Viên vội vàng giải thích. Độc điện điện chủ cùng tất cả trưởng lão, thuộc về bối phận thứ nhất, đệ tử đằng sau lại thuộc về một bối phận. Vị Đoạn Nhân này, ở trong thế hệ thứ hai xa xa vượt lên đầu, sớm đã đạt đến tình trạng bọn hắn nhìn lên. Thánh vực nhất trọng hậu kỳ, độc sư lục tinh, chẳng lẽ hắn còn có thể bởi vì một thuộc hạ, mà tìm ta phiền toái hay sao? Thấy mấy người sợ như vậy, Trương Huyền cười lắc đầu. Coi như đối phương không phân rõ phải trái, cũng phải không nhìn mặt tăng mà nhìn mặt Phật a. Mình là ân nhân cứu mạng của Hứa trưởng lão, coi như là bằng hữu của trưởng lão thế hệ thứ nhất, coi như đối phương lại kiêu ngạo, một vãn bối, còn có thể bởi vì một thuộc hạ mà khó xử bản thân. Tôn độc sư có chỗ không biết, lần trước Ngô Hải Nguyên sư huynh, bởi vì Lưu Húc này không hiểu quy củ, xuất thủ giáo huấn một trận, kết quả, Đoàn sư huynh dưới sự giận dữ, cứng rắn độc câm, đến bây giờ còn không thể nói chuyện. Biểu lộ sắp muốn khóc lên, Lý Viên vội vàng nói. Phải biết rằng Ngô Hải Nguyên sư huynh, cũng là một vị độc sư lục tinh, tu vi càng đạt đến thánh vực nhất trọng. Còn có việc này, Trương Huyền có chút kỳ quái, nghi hoặc nhìn qua. Vì một thuộc hạ, đắc tội độc sư đồng cấp bậc. Thật hay giả? Khó trách hắn không tin. Vừa rồi Lưu Húc này, hắn nhìn kỹ, chỉ có thực lực hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh, đoán chừng nhiều nhất là độc sư ngũ tinh, loại người này toàn bộ độc điện vừa nắm một bó to, vì gia hỏa như vậy, đắc tội độc sư lục tinh đồng cấp bậc, vị Đoàn sư huynh này, bao che khuyết điểm có chút bất khả tư nghị a. Cái này, thấy hắn không rõ, Lý Viên chần chừ một chút, cắn răng nói. Ngươi vừa tới khả năng không biết, Lưu Húc này, không chỉ là thuộc hạ của Đoàn sư huynh, còn là trai lơ của hắn. Trai lơ? Trương Huyền không thể lý giải. Đoàn sư huynh, là nữ. Trai lơ chính là ăn cơm bao trai bao, chẳng lẽ vị Đoạn Nhân này, là một nữ tử? Danh sư đại lục, nam tôn nữ ti, nữ cũng muốn xưng hô, sư huynh, thật giống như Hồ Yêu Yêu được xưng là, học trưởng. Bất quá, Lưu Húc lớn lên xấu như vậy, có thể được nhìn chúng, ánh mắt nên kém bao nhiêu a? Là, nam. Khuôn mặt Lý Viên lúng túng. Bởi vì phục dụng độc vật quá nhiều, giới tính đã có vấn đề. Khục khục. Trương Huyền ác hàn, bị nước miếng sặc một cái. Một nam nhân thích một nam nhân, còn vì hắn không tiếc đắc tội độc sư đồng cấp bậc.
ngẫm lại liền khiến người ta tóc gáy dựng đứng. Cũng khó trách, chức nghiệp độc sư này mỗi ngày cùng kịch độc làm bạn, có đôi khi vì phối chế độc mới, thậm chí tự mình thí nghiệm. Đừng nói cải biến giới tính, coi như là thích linh thú, thánh thú, thậm chí đại thụ, tảng đá, thực vật, cũng vô cùng có khả năng. Phải biết rằng, rất nhiều độc dược sẽ cho người sinh ra ảo giác, Lưu Húc này ở hắn xem ra, xấu xí không chịu nổi, có lẽ ở trong mắt Đoàn sư huynh sau khi uống thuốc độc, coi như không tệ. Đúng vậy, loại tình huống đó ở chỗ này không tính hiếm thấy, người đánh trai lơ của Đoàn sư huynh sinh tử không biết, hắn biết rõ tin tức tất nhiên nổi giận, một khi đến tìm phiền toái. Liền nguy rồi. Lý Viên tràn đầy lo lắng. Độc điện, người nào không biết Đoàn sư huynh đáng sợ, nguyên nhân chính là như thế, không ai dám đắc tội, vị này thì ngược lại, nói còn chưa dứt lời, liền đánh Lưu Húc thành cái dạng này, sự tình dĩ nhiên đến tình trạng không cách nào vãn hồi. Tuy địa vị của Hứa trưởng lão cực cao, nhưng đồng dạng cũng chỉ là độc sư lục tinh, không cao hơn Đoàn sư huynh bao nhiêu, mấu chốt nhất là, nghe nói người sau chỉ cần thực lực tiến thêm một bước, thì có thể trở thành trưởng lão, không còn chênh lệch ở trên thân phận. Hắn muốn đi qua tìm phiền toái, tìm đi. Duỗi lưng một cái, Trương Huyền không thèm để ý chút nào. Đoàn sư huynh gì đó, hắn căn bản không quan tâm. Đối phương thật muốn tìm phiền toái, không ngại đóng cửa thả Tử Diệp Vương, náo cái long trời lở đất. Dù sao đã tìm được độc điện, thư tịch ngay ở cách đó không xa, đối mặt một đám gia hỏa mỗi ngày muốn đến độc chết người khác, không cần phải làm người tốt. Thế nhưng, thấy hắn không thèm quan tâm. Đám người Lý Viên liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười khổ, đang không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt tối tăm phiền muộn đi nhanh tới. Đoàn sư huynh, nhìn người nọ, sắc mặt mấy người đồng thời thay đổi. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Chỗ ở của bọn hắn không tính quá lớn, vị tôn độc sư này một quyền đánh bay Lưu Húc, không ít người đều thấy được, tin tức truyền vô cùng nhanh, xem ra Đoạn Nhân sư huynh không chỉ biết được, còn đã chạy đến. Chương 1850, lặng lẽ lẻn vào thượng. 2. Cái này đã xong, muốn chạy trốn, cũng không kịp rồi. Vù vù. Vài bước đi vào trước mặt, thân thể Đoạn Nhân sư huynh tung lên, lấy Lưu Húc treo ở trên trạc cây xuống, nuốt chút dược vật, ánh mắt trở nên băng hàn. Đoàn sư huynh, ta cùng với hắn tỉ thí dùng độc, hắn lại đánh lén ta. Người phải làm chủ cho ta. Tỉnh lại, Lưu Húc chỉ Trương Huyền ở cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi. Ánh mắt híp lại, Đoạn Nhân đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt sát ý như thủy triều. Ta sẽ khiến hắn trả giá thật nhiều. Đoàn sư huynh, vị tôn độc sư này, là ân nhân cứu mạng của Hứa trưởng lão. Thấy hắn tức giận, Lý Viên nghiến răng vội vàng tiến lên giải thích. Hứa trưởng lão giao người cho bọn họ, mới đi đến chỗ ở đã bị hạ độc chết mà nói, bọn hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Cút! Nhướng mày! Đoạn Nhân quát lớn một tiếng. Đăng 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 đăng. Bị một cỗ sóng khí trùng kích, sắc mặt Lý Viên trắng nhợt, liên tục lui về sau 7-8 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ có thực lực đạp hư cảnh, cùng loại cường giả thánh vực như đối phương kém nhiều lắm, căn bản ngăn cản không nổi. Ta mặc kệ ngươi liên hệ thế nào với Hứa trưởng lão, đả thương người của ta, sẽ phải trả giá thật nhiều. Đi vào trước mặt, Đoạn Nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, quỳ xuống xin lỗi Lưu Húc, tùy ý hắn xử lý. Thứ hai, ta tự mình xuất thủ, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Người người đều biết Lưu Húc là trai lơ của hắn, gia hỏa này lại dám động thủ, rõ ràng cho thấy không để hắn vào mắt, không giáo huấn một lần, làm sao lập uy. Nếu như không chọn cả hai thì sao? Trương Huyền lắc đầu. Khó trách Hứa trưởng lão nói, độc điện không yên ổn, muốn hắn cẩn thận. Hiện tại xem ra quả là thế. Kẻ đần không biết trời cao đất rộng thật sự nhiều lắm. Vốn còn muốn điệu thấp thoáng một phát, nhưng bộ dạng của đối phương cần ăn đòn. Không đập cũng thực xin lỗi bản thân a. Không chọn, người đây là muốn chết. Quát lạnh một tiếng, thân thể Đoạn Nhân nhoáng một cái, liền xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, năm ngón tay mở ra, cầm tới. Đầu ngón tay của hắn, chân khí kích xạ, đồng thời một loại bột phấn đặc thù tỏ khắp đến. Tựa hồ chỉ cần ngửi một cái, hoặc là dính đến làn da, sẽ trúng độc, vạn kiếp bất phục. Đây là kịch độc hắn tiêu phí vô số tâm huyết chế biến, thánh vực nhất trọng đỉnh phong dính vào cũng không chịu nổi. Ha ha! Đối mặt độc phấn cùng chân khí của hắn, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt thương cảm.
vù vù. Bàn tay đưa ra ngoài, không có bất kỳ chiêu số, đưa tay rút qua. Chứng kiến động tác của hắn, Đoạn Nhân vốn cảm thấy khinh thường, sau đó đồng tử co rút lại, vội vàng tập trung lực lượng toàn thân lại đối kháng. Bất quá, đợi hắn phản ứng kịp, đã chậm, giống như Lưu Húc vừa rồi, kêu thảm cũng không kịp, liền treo ở trên chạc cây, ngất đi. Tuy hắn chỉ là tòng thánh, nhưng thánh vực nhị trọng Liêu Tùng cũng không phải đối thủ, gia hỏa này bất quá thánh vực nhất trọng hậu kỳ mà thôi, búng ngón tay liền diệt, không đáng kể chút nào. Cái này, đám người Lý Viên sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy. Quá dọa người rồi. Thực lực của Đoạn Nhân sư huynh, bọn hắn là thấy tận mắt qua, phối hợp độc dược, coi như là thánh vực nhị trọng sơ kỳ, gặp gỡ cũng không dám ngạnh kháng, vị tôn độc sư này thì ngược lại, không nói hai lời, một tát đánh choáng luôn. Thực lực nên mạnh bao nhiêu? Tốt rồi, ta phải đi về nghỉ ngơi. Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền khoát tay áo, nhìn về phía Lý Viên. Nếu như còn có người tới đây quấy rối, sớm nói ta một tiếng. Nói xong nhấc chân đi đến tiểu viện. Vâng. Khóe miệng co quắp, đám người Lý Viên vội vàng gật đầu. Tiến nhập tiểu viện, Trương Huyền tiện tay đóng cửa sân lại, tìm nơi linh khí hội tụ, khoanh chân ngồi xuống. Nếu như đến độc điện, cũng đừng do dự, mau chóng xem hết sách, nghĩ biện pháp cứu chữa Ngụy Như Yên. Tuy tình huống hiện tại của Như Yên, còn không có đạt tới tình trạng không thể cứu vãn, nhưng rất nguy hiểm, nếu như đến độc điện, cũng không cần tuân thủ quy củ của danh sư học viện, mau chóng xem hết sách, tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Vù vù, tinh thần khẽ động, vu hồn từ trong cơ thể chui ra. Trực tiếp vào tới tàng thư điện của đối phương đọc sách, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, dù sao vu hồn đọc sách tốc độ tương đương bản thân, không cần phải phiền toái. Nhẹ nhàng khẽ động, Trương Huyền bay ra ngoài. Mặc dù là ban ngày, nhưng hắn tu luyện thiên đạo vu hồn, không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa sau khi bồi dưỡng linh hồn của Ngụy Như Yên, hồn phách cũng đã có kháng độc tính, coi như trên hòn đảo có độc khí, với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Không lâu sau, liền đi tới không trung, cúi đầu nhìn phía dưới. Hứa trưởng lão nói, tàng thư điện thuộc về một trong ba đại điện đường, đã như vậy, nhất định là kiến trúc cao nhất, huy hoàng nhất. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, đảo qua hết thảy che đậy, ba cung điện cao ngất xuất hiện ở trong tầm mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1850.